Để cho chú em cái áo chống nắng lại để em mặc nhá. Không em cứ đi mượn chúng nó xỉa xói em bỏ ra. Kéo được nắng dài ra để mai đi thay khóa cho. Bỏ ra đi. Mai chúng bảo ấy à. Mai bỏ ra để tao đi thay mặc luôn cho. Em mặc size L. Size L. M cũng được, L cũng được. Cho bỏ cái nắng dài nào ấy để cho nó cái mai nó xỉa xói. Mỗi lần mượn chúng nó chửi em quá thì mất tôi. Dạ phải, chủ shop phải đi mượn không thế ấy à. Đấy, em nhục lắm rồi. Chị nói em nhục dần rồi đấy. Bỏ ra cái tí treo kia để tao đi sửa cho. Thế thằng xỉa cho phát. Chị Loan ơi, chị mượn như thế chị có thấy nhục không? Tao cũng nhục dần rồi. Chủ shop rồi đi mượn nhân viên. Hello các bác, tối nay em xả 10.000, 20.000 trở lên các bác nhá. Cho em xin một nút chia sẻ với. Em đang huy động lực lượng để dọn kho, dọn cửa hàng ạ. Có đấy, có đấy. Đấy, cái đấy bẩn đấy. Các chị vào like, thả lim, thả tim, thả like và chia sẻ live stream. Nói kiểu Hoàng Ngược. Cái gì? Thả chim. Giờ này em phải lôi cổ lên đây để nó dọn những cái mẫu lẻ để em bán đấy, để em vừa bán vừa xả đấy các bác ạ. Đấy, bình thường là nó không làm buổi tối đâu, nhưng hôm nay em phải lôi cổ lên để nó dọn nhà cho em đấy. Đấy, em phải lừa nó, em phải lừa nó là lên đây tối nay không có ai làm đâu, mày lên hộ tao buổi tối. Bài bản lắm, nhà này tao có bài bản chưa không? Lừa, có tổ chức. Hôm nay con Phương ngây thơ xô cô xuống tội này. Mẹ kiểu là không sợ đồ kẻ địch mạnh, chỉ sợ tâm người. Sợ tâm người. Tàng bầy đưa ra bồng bốc phép. Con đánh mình. Mưa đâu? Ông mưa lúc nào nhỉ? Hôm qua ông kia nhỉ? Kỳ đâu? Thường vừa. Đúng rồi, vừa. Đang thả phép. Đang thả phép thì vừa lại. Cái máy của cái Huyền đâu rồi? Cái này hôm nay chủ shop rửa bàn không? Không, bàn đi xin. Ghế sửa lại. Rồi, rồi. Hộp bánh à? Tao tưởng hộp kê ấy của tao. Bánh đấy. Ui, bánh nắc. Hôm nay chị để cái gì ở trên này này. Ngồi lên rồi chạy đi mát ăn. Nhà đang chuyện đấy thì chuyện bình thường. Lên cái gì đầu tiên đây? Có cái gì đây? Ui, rất nhiều thứ. Cái này chị lấy quần váy. Ô, cái đấy size 7 đấy hả chị đi. Hôm nay chị đã cất riêng của đứa nào lại nhét vào túi vậy? Làm gì của đứa nào tận dưới đáy túi à? Không phải, em đã bỏ vào trong cái ấy kia rồi. À, bây giờ túi này ai biết đóng đây Huyền ơi. Đấy chưa, dọn được chưa? Để rất nhiều cái vật thích lên chỉ đây. Ông màu, ông bắt màu ấy, ông màu, tay màu ấy. Huyền ơi, thì sao không có ông Huyền Huyền? Bây giờ nó cứ lộn xộn chân váy len kìa. Còn mấy cái chân váy len ở chỗ Huyền kìa. Còn thằng để đẹp thế này. Đây, bán đi. Thật đấy chứ, thật chứ đùa. Đây này, chân váy lên ép này. Các bác này, đẹp chưa? Rồi ôi, để vào trong vụ các bác mặc các bác nhá. Để chặn chân váy len cho em. Mã này các chị lên đơn hàng kia là xả một đi. Ok chưa ạ, xả một và kèm số điện thoại cho em chân váy len ép. Nhanh nha các bác nhá, tất cả những cái mẫu này nó là mẫu lẻ đấy. Aloso hết luôn đi. Được chưa ạ, mã này các chị comment cho là xả một cho em ạ. Em tặng các chị 70.000 một chân váy len. Trước hàng của nó là hàng 200 mấy đó. Hàng hơn 200 em tặng các chị 70. Đấy chị ạ, chân váy len ép cho em ạ. Xả một các chị yêu mình lên đơn hàng nhé chị yêu nhá. Em còn một cái này, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Năm cái em tặng cho năm chị. Đấy chị ạ, em tặng cho năm chị mức cân ở tầm khoảng là 62 cân đổ về. Đấy chị ạ, 62 cân đổ về em chỗ đơn ạ. Lên đơn cho em là mã xả một cho em nhé, chân váy len. Xả một lên đơn hàng cho em ạ. Bao nhiêu tiền? 70.000 một cái à? 70.000 đồng. Em ơi các chị này. Đấy chị ạ, xả một cho em chân váy len ép hàng trước là hàng 220. Để chạm hàng 220. Bây giờ em tặng các chị mức giá là 70.000. Để chạm xả một lên đơn hàng cho em còn 5 chiếc. Nhờ chị Quế Phan một chiếc này. Quế Phan là chị khách quen. Đừng đọc tên. Không đọc tên á? Ừ. Ủa? Đọc tên mai chết đấy. Thế à? Chết thật. Em không cho em đọc tên như vậy. Xong thì Quốc còn cho chị đến chục ngày rồi. Không thấy chốt quần, nếu mà chục ngày này là không có chị ơi. Là không được chốt đơn. Đấy chị ạ, các chị đặt lại trên live của em với.
Các chị nhá, xả một cho em ạ, 70.000 một cái chân váy len như này. Chị Thùy Đông người đặt lại trên like chị ơi, nếu mà 2 ngày mà không thấy gọi chút đơn nó là không được chốt rồi, sót đơn hàng hoặc là bị ẩn comment rồi chị ạ. Em có 5 chiếc các bác nhá, 70.000 một chân váy len. 70.000 đồng, các chị lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại ạ. Tất cả những cái mẫu này nó chỉ còn lẻ vài chiếc hôm nay em dọn. Để cho em tặng luôn cho nó gọn gọn ghẽ, tại vì bây giờ nhà em không có chỗ để mà chen chân nữa rồi. Được chưa? Không có chỗ để chị có Quế Phan có phải là bị chị Bích Châm Thái không nhỉ? Có phải không? Quế Phan phải Bích Châm Thái không? Quế Phan có phải Bích Châm Thái không? Chị lại đổi tên nick à? Có 5 chiếc các chị nhá, chân váy len ép này chị ơi. Này xả một chị có gì chị cho vào túi bóng đi. Đây, quần đây. Đây chị Hoa ơi, xong rồi. Đây quần này các chị này. Nhìn cho em quần nỉ nhá. Quần nỉ nhá em còn còn size các chị tầm khoảng bao nhiêu cân đây? XL này. Cái quần nỉ này cho em. Quần hàng đông. Bỏ cái quần nhung ra. Đây lấy quần nỉ đây. Đấy, quần nỉ này em tặng các chị luôn này. Được chưa ạ? Quần nỉ này 50.000 một chiếc. 50.000 đồng. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em chọn size vừa các bác nhá. Chọn size vừa được hình nào lấy hình đấy ạ. Chọn size vừa và được hình nào các chị lấy hình đấy cho em. Mã này các chị lên đơn hàng cho là xả 2 ạ. Xả 2 và kèm số điện thoại cho em một con quần nỉ như này các bác nhá. Một con quần nỉ em tặng các chị mức giá là 50.000 đồng một cái quần. 50.000 đồng một cái quần cho em ạ. Form các chị dưới 60 cân nhá. Form các chị dưới 60 cân đổ về. Em có đen với be thôi. Để cho em có màu đen màu be. Em tặng các chị 50.000 đồng một quần nỉ. Các chị lên đơn hàng cho là xả 2, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Quần nỉ chất dày đẹp ấm luôn, nỉ tăm các bác nhá. Chất nỉ tăm cho em ạ, 50.000. Đấy, các chị nhìn cho em này. Đấy chưa ạ, bây giờ nó kiểu nó còn lẻ mẫu ý, xả 2. Đây màu ghi này còn đúng một chiếc thôi. Màu ghi em còn đúng một cái, xả 2 các bác nhá. Ngày mai xem có size nào vừa các chị lấy. Ngày mai tìm xem có size nào vừa các chị lấy ạ, em tặng các chị 50.000. 50.000 một chiếc. Thì chị ạ, nó có các kiểu, các hình khác nhau đấy ạ. Có các kiểu khác hình khác nhau luôn. Em tặng các chị 50 ạ. Lê tê phê luôn, ngày mai chọn size vừa nhá. Áo không có cổ em có. Em bảo em xả hết tất cả những cái mẫu nào tí nữa lẻ là em tổng củ xả hết cho các bác mà. Để chị ạ, xả 2 lên đơn hàng cho em ạ. Nghệ An chưa ship được đâu chị ơi. Nghệ An em chưa ship được đơn ạ, xả 2. Em còn tầm hơn chục cái nhá các chị nhá. Hơn chục cái tặng các chị nốt 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc các chị 40 cân đến 60 cân thì em có size vừa. Chọn size vừa. Được chưa? Chọn size vừa, không chọn kiểu. Được chưa? Chọn size vừa và không chọn kiểu. Hà Nội chưa chốt được đơn hàng chị ơi. Nào qua mẫu nào các bác ơi. Được chưa? Cứ 50.000 một cái, 50.000 một cái. Em xin phép là em kỷ niệm luôn. Ngày mai thứ hai sản phẩm đi đơn nhá. Một sản phẩm xin phép các bác là em hủy luôn ạ. Một sản phẩm xin phép các bác là em hủy luôn. Được chưa? Xả hai các chị nhìn này. Đấy chứ ạ, xả 2, nó là chất của nó là chất nỉ tăm. Chất nỉ tăm hoặc là nỉ ép. Đấy, hai nó có hai loại đấy. Nhưng mà em có cho một mã luôn. Các chị chọn size vừa các chị nhá. Chọn size vừa cho em mẹ cái quần ấy bỏ đi chị ơi. Rồi, chân váy nhung. Chân váy da nhung. Có cả đây, chân váy da. Chân váy da và chân váy da nhung em dồn một mã luôn. Các chị comment là xả 3, xả 3 và lên số điện thoại cho em này. Toàn chân váy đẹp. Xả 3 toàn chân váy đẹp thôi. Các bác ơi hôm nay săn những cái hàng lẻ nhà em đi. Để trả chất thì nó đẹp nhưng bây giờ nó cứ lẻ mẫu lẻ size ấy. Mà nhà em lại không còn chỗ mà để nữa. Để cho em tặng các chị có vài chục nghìn thôi. Nhưng mà bây giờ đa số cái chân váy nó còn size to. Để trả đa số nó chỉ còn size to. Em biếu các chị luôn 50.000. Để trả em vừa bán vừa tặng luôn 50.000 đồng một cái. Các bác này toàn bộ chân váy hàng gọi là xuất sắc luôn ạ, 50.000. Nói chung là bây giờ chỉ còn xa các chị tầm khoảng là 55 cân đến 60 cân thôi. 50.000 một chiếc nhá. Chị nào được thì hoan hỉ cho em ạ. Chân váy da, nói chân váy da. Đây là xốc giả váy các chị này. Đây là quần xốc giả váy, xả 3 cho em ạ. Từ khoảng 55 cân đến 60 cân. Có cả chân váy da nhung các chị yêu nhá. Cứ 50.000 một chiếc này cho em. Đấy chị ạ, cứ 50.000 một cái. Alonso chị nào được hình nào lấy hình đấy. Để chạy chị nào được hình nào lấy hình đấy. Toàn bộ của nhà em là trước hàng hơn 200.000 hết. Để chạy toàn bộ hàng hơn 200. Bây giờ em tặng các chị 50.000. Đó các chị này. Em tặng các chị cũng 50.000 ạ. Đây các chị yêu, chủ yếu là còn size XL hoặc là size 29-30. Đấy, đây các chị này. Các chị nhìn cho em ạ. Cứ 50.000 một chiếc, 50.000 một chiếc. 65 có cả size các chị dưới 65 cân nhá. Coi này. Xả 3 lên đơn hàng cho em ạ. 50.000. 50.000. Em chả còn chỗ mà để nữa rồi. Cái chị nào được cái nào thì các chị cứ lên đơn. Để chị hoan hỉ giúp em. Bây giờ còn size đa số là còn size từ 55 cân đến 65 cân đổ về. 55 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn.
Rồi em qua mẫu này, xả ba là chân váy da các bác nhá. Xả ba là chân váy da với lại cuốn sóc giả váy. Em tặng các chị 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc luôn. Rồi rẻ như bèo. Các bác chia sẻ livestream nhá. Hôm nay chị nào ẩn comment là ngày mai thì check bảo là sao em phụ hộ chốt đơn nhá. Đây ạ, cuốn sóc da. Cuốn sóc da các chị lên đơn hàng chứ là xả 4. Cuốn sóc em không bị nổ đâu. Các bác này, để thoải mái chả bị nổ da. Đấy, được cái nào lấy cái đấy. Có size các chị trên 40 cân nhá. Có size trên 40 cân cho đến là tầm khoảng là 58 dưới 60 cân đổ về. Từ 40 cân cho đến 60 cân ạ. Lên đơn hàng thì là xả 4 ạ. Xả 4 đúng không? Xả 4 cho em ạ. Em tiếu biếu các chị luôn 50.000 một cái. Đấy. Rồi, sóc da chân váy da có 50.000 một chiếc cho em. Nhập vào chả được đâu các bác ạ. Nhập vào không được nhá. Toàn bộ hàng Quảng Châu cho em. Đây chị này. Chất da em thực sự luôn ạ. Để em để bình thường nó không bao giờ bị nổ. Đấy, xả 4 đúng không? Xả 4 cho em ạ, 50.000. Xả 4 50.000 một chiếc. Đấy, bây giờ là em đang dọn tất cả, tất cả tập đấy. Đưa chị cái cao kia nào. Đây này. Các bác này. Thấy chưa? Xả 4 đúng không? 50 ạ, còn vài chiếc thôi. Còn vài chiếc ạ, 50.000 một chiếc. Chân váy công sở bán hết. Chân váy công sở. Có kia kìa. Không, chị ơi, cô này. Ôi, chả còn chỗ mà để đâu chị ạ. 50.000. Cái này là gì? Thế kìa, trong kia kìa. Chân váy công sở. Đấy chứ ạ, nó là cái chất hàng này hàng đông các bác nhá. Bây giờ các chị chỉ chọn được size vừa thôi. Đấy chứ ạ, bây giờ các chị chỉ chọn được size vừa chứ còn bây giờ cũng chả chọn được kiểu rồi. Đấy chứ ạ, nó là chân váy như này các chị này. Nó là chân váy như này cho em. Ok chứ ạ, có size các chị dưới 60 cân. Từ khoảng là 45 cân đến 60 cân đổ về. Các chị lên đơn hàng chứ là xả 5 ạ. Hàng này trước là hàng 185. Đấy chứ ạ, hàng của nó trước là hàng 185.000. Mã hàng lên là xả 5 cho em ạ, 80.000 một chiếc. Ngày hôm nay em tặng các chị nốt 80.000. Nó có cả màu nâu nhá. Bây giờ là em có cả chân váy ôm và chân váy xòe. Ngày mai các chị chọn cho em là cho chị một chiếc chân váy ôm hoặc là cho chị một chiếc chân váy xòe. Được chưa ạ? Em tặng các chị 80. SML. Được chưa ạ? Nó sẽ có SML ạ. Xả 5 đúng không? Xả 5 mà kèm số điện thoại cho em ạ, 80.000 đồng một áo. À quên, một chân váy. Được chưa? Một chân váy. Đây các bác này. SML nhá, nói chung là vẫn đủ size nhưng mà bây giờ nó kiểu là nó còn lẻ vài chiếc thôi, còn nhiều ý. Nó có mấy mẫu đấy ạ, nó có mấy mẫu. Đây chị này, nó là kiểu là nó là hàng giả ép ý. Nó là hàng giả ép cho em ạ. Đây các chị này, khóa sau đúng không, xả 5 đúng không? Xả 5 cho em ạ, 80.000. Đấy chị ạ, hàng 185. Hàng 185, em giờ em tặng các chị luôn 80.000 đồng một chân váy. Đấy chị ạ, 80.000 đồng một chân váy. Các chị yêu mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Xả 5 này có cả màu nâu các bác nhá. Có cả tông màu nâu cho em. Ok chị ạ, có cả chân màu nâu. Chân váy là dáng kiểu AA đây các bác nhá. Dáng kiểu A cho em đây này. Đấy chị ạ, khóa của nó là khóa giọt lệ đằng sau. Khóa giọt lệ đằng sau ạ. Nó sẽ có 2-3 kiểu nha các chị nhá. Tại vì em xả dáng này thì các chị chọn được size vừa thôi. Đấy chị ạ, không chọn kiểu. Chọn size vừa cho em ạ, không chọn kiểu. Các chị lên đơn hàng chứ là xả 5 đúng không? Xả 5 mà kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, xả 5 và lên số điện thoại cho em này. Các chị này nó sẽ có màu nâu. Nó gần như kiểu là cái da lộn ý. Đây. Các chị gái nhá. Đấy chị ạ, xả 5 các chị yêu mình lên đơn ạ. 80.000. Hàng 185. Bây giờ tặng 80.000. Đấy chị ạ, tôi qua mẫu này. Lấy chút hết trong kia ra nhá. Ngày mai đừng xót cái nào trong đấy. Có cả đấy, cái gì chân váy hay cái gì trong kia kìa. Chân váy xòe. Đây ạ, chân váy xòe nhá các chị yêu. Chân váy xòe đây. Đấy chị ạ, chân váy xòe này cho em ạ, 80.000 một chiếc. Chân váy xòe này 80.000. Nó sẽ có 2-3 kiểu nhá các chị yêu. Em nói luôn quan điểm trên live như này này. Em đã giá đã thanh ý rồi, thanh ý lỗ rồi. Cho nên là các chị vui lòng cho em là chỉ chọn được size vừa thôi ạ, không chọn kiểu. Ví dụ như cái chân váy này em sẽ có 3 kiểu. Thì ngày mai em chỉ chọn các chị được cái size vừa thôi ạ. Còn không chọn được theo cái hình các chị thích được. Đấy, không chọn hình các chị nhá, không chọn hình. Đâu nhở, lọc ra chưa? 80.000 một cái. Các chị nhìn cho em ạ, chân váy các chị này. Chân váy xòe này cho em. Đấy chị ạ, chân váy xòe này, xả 6 các chị nhá. Xả 6 ạ, xả 6 lên đơn hàng. Xả 6 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Thanh ý các chị nốt mức giá là 80.000 đồng một chân. Cứ 80.000 đồng một chân váy cho em ạ. Đây, đưa cho các chị xem cái màu nâu, các chị nhìn nó sẽ rõ hơn nhá. Cho các chị xem cái màu nâu để các chị nhìn nó sẽ rõ hơn. Đấy chị ạ, xả 6 các chị này. Xả 6, chị nào đã mua rồi các chị biết đúng không ạ? Chất nó đẹp lắm luôn mà em tặng các chị có 80.000.
cái chị ạ, 80.000 đồng một chân váy. Đây các chị này, 80.000 đồng, các chị lên đơn hàng kia là xả 6 nhá. Dưới, dưới 60 cân. Để chạm 45 cân đến 60 cân thì em có size vừa. Đấy, có xả 6 thì xả 7. Rồi, tiếp theo ạ, xả 7 này. Chân váy bút chì u mì. Chân váy bút chì chất u mì cho em. Chân váy bút chì của chất u mì cho em như này. Con này xả 6 này bao tiền? Để chạm 50.000. 80. 50. 80. Xả 6 80.000. Xả 7 cho em. Áo em mặc mã gì á? Chị ơi, áo em mặc còn không? Còn đây. Áo em mặc còn bao nhiêu cái bỏ đây nào? Đây này, cái chân váy này cũng là chữ A này. Chân váy là chân váy A cho em nhá. Còn một chiếc này. Chị này, cho vào chân váy A ấy. Ngày mai em bảo chị khách là đây nhá, cái này em còn vài chiếc này. Đấy chưa ạ, em tặng luôn các chị 50.000. Xả 7 cho em ạ, xả 7 cho em 50. Bây giờ em còn là size gì đây? Size M này, size S này. Đấy chưa ạ, size M, size S và cái gì đây? Em bảo luôn nhá các chị nhá. Tại vì là những cái hàng này nó sẽ là hàng treo mẫu ở cửa hàng ấy, cho nên là một số cái nó hơi bị bụi. Thì các chị về các chị giặt đi hộ em ấy nhá. Chứ nó chỉ bị bụi thôi. Chân váy này treo ở móc ấy thì nó hơi bị bụi một tí. Có cái bụi, cái thì em vẫn đang để trong túi bóng nguyên si. Đấy, đây này. Đây là chân váy bút chì lọc ra luôn ạ, 50.000 cái luôn. Cứ 50.000. Để chặn 50.000 đồng một chân váy. Chân váy là chân váy bút chì và chất hàng u mì cho em ạ, 50.000. Để chặn chân váy bút chì cho em, hàng u mì cho em ạ, 50. Đấy chị này, chân váy là hàng đơn giản, học các ca đợi chị tí. Chị xả hết những cái hàng lẻ đi đã. Tại vì là bây giờ không có chỗ để. Không có chỗ để, không có chỗ treo nữa ấy. Để em còn treo hàng đông. Đây là xòe này chị này, xòe lọc ra luôn này. Có cả hàng tàu ở đấy đấy. Đấy, bút chì đây, bút chì này. Đấy chị ạ, bút chì này cho em. Becky á, Becky nhà em vẫn đang nhập về bán bình thường, vẫn đủ size. Vẫn đủ size, đủ số, hàng đấy thì em bán 100.000 một cái đã là rẻ lắm rồi các chị ạ. 100.000 một cái quần Becky của chất u mì đã rẻ lắm rồi. Rồi, tiếp theo các chị này. Sơ mi đây. Sơ mi đây các bác nhá. Đây cái này còn mấy màu đây. Mã này mấy size đây nhá? Size L à? Đây các bác này. Có cả màu trắng nữa mà. Đến mã bao nhiêu rồi nhỉ? Xả 8. Bây giờ đến xả 8 à? Hả? Mày nó xả 6 đấy. Đấy, cho cả các chị những chân váy hàng đầu đấy, chiếc hàng của nó 300 mấy cũng xả. Mức giá cấp 80.000. Đây các chị này. Chị chạm một con áo sơ mi. Của nó là chất này là chất tơ các bác nhá. Mã này hình như có cả màu trắng mà Huyền. Sao lại thấy mỗi màu hồng vậy? Có một lô cục. Lúc nãy có một cục màu trắng ra đây này. Đây nhưng mà như nó là hở cổ chị ạ. Không, nó là mẫu này này. Cái này khác là mẫu khác. Đây các bác nhá, bây giờ em mới tìm được có màu hồng thôi. Bây giờ em mới đang tìm được màu hồng. Đấy chạy, cái chất này nó mát rượi luôn rồi. Bây giờ em còn nguyên size L thôi. Các chị từ khoảng là 57 cân ạ. Đến tầm khoảng là 65 cân, 64 cân đổ về. 63, 64 cân. Áo em vẫn có bán chị ơi, tí nữa nhá. Tí em đang đợi, em đang tìm size đã. Quảng Nam á, Quảng Nam có ship được hàng không? Xả mấy, xả 8 đúng không? 50.000 một cái. Để chạy, xả 8, 50. Chị nào đang, nói chung là tỉnh nào đang ở trong chỉ thị 16 và đang giãn cách thì không ship được hàng. Để các bác thông cảm nhá. Mã này lên đơn hàng cho em là mã. Lấy áo phông trong kia đi. Bốc hết áo phông những cái hàng mà để trong góc góc kìa. Mã này là bao nhiêu tiền ạ? 50.000 đúng không? Em tặng luôn các chị 50.000 ạ, xả 8. Xả 8 50, có sơ mi trắng đi chị, có luôn. Đây các chị này, mẫu này xả 8 đúng không? Size L. Đây lém vào xả 8. Chị ạ, xả 8 của em size L. Các chị gái lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ, size L các em còn mấy chiếc thôi nhá. Xả 8 ạ. 57 cân đến tầm 62 63 cân. Đây chị này, ngày mai tìm xem là cái mã này có màu trắng mà ở chỗ nào. Đây sơ mi đây. Sơ mi cái mẫu này thì em đang lẻ sai rồi. Đấy chạy, sơ mi mẫu này em đang lẻ sai ạ. Size SL này. Sơ mi lẻ sai, lẻ số. Chẳng qua là em không có chỗ em treo hàng thôi. Em mà có chỗ em treo lẻ thì giờ này em không phải bán giá này trên live đâu các chị ạ. S này, S với L này. Đấy chị ạ, màu đỏ các bác nhá.
màu đỏ này. Các chị nhìn cho em những cái sơ mi đấy trước em đang bán là giá 179.000 đúng không? Hay 169.000 gì đấy. Đây các chị này. Xả chín cho em. Em còn hai con màu đỏ của size S. Để cho em còn hai con màu đỏ, con này sơ mi lụa cho em nhá, xả chín ạ. Vũng Tàu không ship được hàng chị ơi. Xả chín em còn hai đỏ của size S. Một đỏ của size L, size S các chị tầm khoảng dưới 50 cân, size L các chị từ 55 cân đến 60 cân. Em tặng các chị 100.000 một áo sơ mi. Được chưa ạ? 100.000 đồng con áo sơ mi này, các chị comment cho là xả chín và kèm số điện thoại ạ. Xả chín và kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 một áo. Em đang có màu đỏ nhá. Màu trắng cái này còn một chiếc các chị này. Đúng không nhỉ? Màu trắng còn một chiếc của size XL. Ôi XL các chị tầm khoảng 62, 63, 64 cân đổ về. Trên 60 cân đến tầm 64 cân đổ về. Các chị lấy màu trắng ạ. Em còn một chiếc màu trắng này. Màu xanh này là màu xanh này là xanh lam các chị nhá. Màu xanh lam cho em. Em còn S này. Còn đúng 2 chiếc size S thôi. Xanh lam còn 2 chiếc size S các chị dưới 50 cân. Dưới 50 cân ạ. Các chị ơi, sơ mi lụa nó mướt mượt luôn. Đằng sau xem có treo hàng của sơ mi không nhá. Rút nốt ạ. Cái nào treo hàng thì rút nốt. Đây các bác này, sơ mi lụa cho em ạ. Em tặng các chị 100.000 một áo. 100.000. Đây các chị yêu nhìn cho em cái chất này. Nó mềm, nó mượt dã man luôn ạ. Hàng của nó là hàng lụa các chị nhá, hàng sơ mi lụa cho em. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Xả chín. Xả chín và kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 một áo. Đây có cả màu xanh than. Màu xanh than thì còn nhiều hơn nhá. Xanh than em có size L này, L, XL này, M này, MLX à, SMLX. Màu xanh than em có đủ size các chị, 40 cân đến tầm khoảng là 65 cân. Xanh than có size từ 40-65 cân ạ. Bỏ đấy ra, bỏ đấy đi, bỏ lại cái đấy. 40 cân đến 65 cân. Các chị gái nhìn cho em này, em tặng các chị 100.000 một chiếc. Được chưa? Em tặng các chị 100.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Mã này là xả chín. Chị ơi lấy cho em mã quần công sở luôn nhá. Quần công sở mọi khi mình hay bán ấy, bây giờ nó lẻ size, lẻ số. Đây ạ. Thầy luôn là nếu mà em mà còn chỗ mà em cất hàng ấy thì em không bán đâu. Tại vì bây giờ em đang đợi để em sửa cửa hàng để em treo bán lẻ đấy. Áo chị đang mặc là em chưa bán. Con này xả chín đúng không? Màu xanh than em có đủ size nhá. Đủ size từ S đến XL. Lên áo chị mặc, chị ơi chị được cái cọc áo em mặc đây các bác. Xem còn những size gì, chị Hoa vào kiểm tra của em xem còn size gì đấy. Đủ size. Đủ size xong rồi em tìm size L không thấy. Thế nào nó lọt dưới. Tìm đi, tìm bốc cọc đây xem mới nào. Xả chín nhá các bác nhá. Đỏ size L còn đúng một chiếc thôi, còn xanh than em có đủ size. Em không mặc lên thì sơ mi nó là dáng như này này chị này, em dơ thôi. Đấy chị ạ, tại vì cái hàng này em mặc lên là không có hàng bán, nó là hàng lẻ mà chị. Hàng lẻ mẫu lẻ size thì em xả giá này thôi, 100.000 một cái áo sơ mi. Đấy chị ạ, hàng may kỹ luôn chứ không phải là cái hàng gia công chất nó xấu xấu đâu các chị nhá. Rồi ạ, xả chín ạ. 60 cân à. Rồi có, xanh lam còn 2 chiếc. S dưới 50 cân cho em chị ơi. S các chị nhà mình dưới 50 cân cho em ạ. Sơ mi lụa như này chị ơi, bốc cái này ra cho em bắt nào. Cái đấy chữ X nào. Đây áo không em, áo không em mặc cái hàng này là hàng áo thổ thông ơi. Áo thổ thông ơi, từ size mấy? Size L đến 3X đúng không? Đây là còn XL, 2XL, 3XL. Còn 1X, 2X, 3X. Nó cũng từ khoảng là 55 cân. Không, 50 cân, 50 cân đến 70 cân. Mã này em sẽ có size các chị từ 50 cân đến 70 cân nhá. 1X, 2X, 3X cho em hàng xịn sò các chị này. Của nó là dòng áo thổ thông hơi. Em vẫn đang bán bình thường, hàng này em còn đang nhập thêm mà không có các chị ạ. Để trả hàng hơn 300.000. Mã này các chị lên đơn hàng cho là xả 10 ạ. Xả 10 cho em 129.000. Các chị nhá, xả 10 129 lên đơn hàng cho em ạ. Xả 10 129 và kèm số điện thoại ạ. Đây chị này. Để trả hàng cao cấp nhá các chị nhá. Áo như em mặc tay lỡ còn, chị ơi tí em lên. Áo này đẹp xịn sò luôn, các chị nhìn cho em ạ. Hàng thông hơi các chị này. Nó là dòng thông hơi cho em ạ, xả 10 đúng không? Xả 10 ạ, xả 10 nhanh tay nhá. Tại vì hôm nay nhà em còn ít lắm luôn ý. Xả 10 cách số điện thoại cho em ạ. 129.000 một áo, em đủ size. Từ 50 cân đến 70 cân. Từ 50 cân đến 70 cân cho em ạ. Dòng đình đá các chị này, dòng xịn, hàng cao cấp cho em nhá. Hàng hơn 300.000. Được chưa ạ, hàng này em vừa được low sale đấy. Các chị nào hôm nay lấy được thì tranh thủ lấy đi. Hết hàng rồi các bác ạ, không còn nhiều đâu. Em bán cái này là thực sự luôn, em không muốn để cho giá xỉ đâu. Em không muốn chốt cho khách xỉ, tại vì là bình thường các chị đang mua những cái mức giá đang là trên 300.000. Bây giờ em tặng các chị có 129.000 đồng hàng tàu các bác nhá. Được chưa ạ, bây giờ lấy hàng tàu gọi là cực kỳ là khó luôn ạ. Bây giờ nó chỉ có hàng gia công với hàng xưởng là nhiều. Còn hàng bây giờ các chị biết dịch giã này là lấy hàng rất khó. Được chưa ạ,
1XL, 2XL, 3XL nó cũng tương đương với lại size MLX thôi. 50 cân đến 70 cân. Từ 50 cân cho đến 70 cân chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng xịn xò luôn ạ. Cái này còn bao nhiêu cái? Hai chục cái đúng không? Rồi chị ơi, thì chị lấy cho em một cái mã có chữ B, B đá ấy, xả 10 nha các bác nhá. Cái mi này đang để bán thì mình lấy bắt đủ mẫu. MV nữa, MV. Cái mã để đây lên cái gì nhá. Xả 11 ạ. Ném đây chị được cả. Được chưa ạ? Xả 11 cho em. À, từ L đến 2XL à? L1X 2X3 có bay không? Mã này cũng thoải mái 70 cân. Được chưa ạ? L1XL 2XL 3XL từ 40 cân đến 70 cân. Được chưa ạ? Từ 40 cân đến 70 cân các chị nhìn cho em ạ, áo thổ thông hơi, áo thổ đá thông hơi như này các chị yêu. Được chưa ạ? Em ơi này. Thực sự luôn ạ. Cái gì chị ơi, chị thấy em Huyền hôm nay là em phải lôi cổ em Huyền lên đây rồi. Các chị đừng hỏi em Huyền nữa. Huyền hôm nay đang ở nhà với chồng bảo mày lên đây mày dọn hàng cho tôi với. Mày cứu tôi với. Mày dọn hàng mày cứu tôi với. Dọn hết những cái mã lẻ đi tại vì nó không có chỗ để hàng. Con này là xả 11. Được chưa? Con xả 11 đấy cho em, con này còn nhiều không? Đây xả 11 đây các chị này. 129.000 ạ. 129.000 đồng. 129.000 chị Nhật Bình lấy con này này. Chị mặc con này đẹp lắm. Thật sự luôn đấy. Mắt lạnh đúng không ạ? Mắt lạnh luôn. À hàng tới qua xong đấy gọi chốt em. Chị Thảo Hương ơi, chị đặt mã nào đấy? Chị có nhớ mã hàng không? Các chị lên mã này là xả 11 nha các chị nhá. Xả 11 và kèm số điện thoại cho em. Con áo đá nào còn tí nào không chị? Áo đá là mình còn đây hàng này. Tí nữa em lên áo thổ, nhưng mà áo thổ thực sự luôn, áo len ý, thì bây giờ người ta đang bán các chị trên dưới 400.000 cơ. Các chị này, em có đủ size nhé các chị yêu. Để chạm về nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng cho em thoải mái. Từ size L, 1XL, 2XL, 3XL, 40 cân đến 70 cân ạ. 129.000 đồng ạ. Bác ca bình tĩnh chị ơi. Bác ca nhà em một nhà bác ca luôn, cho nên em mới đang gọi là xả hết những cái mẫu lẻ tại vì em không có chỗ để hàng. Đấy, em tặng các chị nốt là 129.000 đồng một áo. Chị ơi gửi bên nào cũng lâu chị ạ, tại vì đợt này dịch ấy. Các chị biết rồi mà, 47 cân có vừa size nhỏ. Nhận áo này rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị hàng hơn 300.000. Thế em mới bảo là em không muốn để cho khách xỉ. Em không muốn để xỉ đâu, tại vì là những cái mã này đợt trước nhập vào đắt ý. Các chị đang phải mua thị trường là trên 300.000. Đấy, giá này hôm nay là em gọi là em xin phép là ngày hôm nay cho đứt đưa con nòng nọc mã này luôn. Để chạm 129.000 đồng, rẻ hơn giá buôn gần một nửa tiền. Hơn một nửa tiền luôn sao so với giá nhập đợt trước. Để chạm 129.000 đồng, toàn bộ hàng cao cấp cho em đây các chị nhìn cho em ạ. Tác mác túi bóng này, dòng đá cho em như này. Để chạm xả 11 em qua mẫu này. Đây con đá này còn mấy cái? Đây nhá. Đá này em nói luôn là cái hàng này em bị bom về đây. 50.000 một chiếc. Để chạm lộn xộn như này cho em ạ. Xả 12. Xả 12 cho em ạ. Đá này em bị bom về các chị này. Cái hàng này là em bị... sót ở hàng Mỹ Việt theo một đợt vừa rồi là đang bị niêm phong kho hàng ấy. Bây giờ mới hoàn hàng về. Đấy chạ, em còn lẻ ra mấy chiếc như này các chị nhá. Được cái nào lấy cái đấy cho em ạ. Được cái nào lấy cái đấy. Tôi dưới 6 có size các chị 40 cân đến 60 cân. Ngày mai xem có cái nào vừa các bác lấy nhá. Ngày mai xem có cái nào vừa các chị lấy cho em ạ. 50. Mã này các chị lên đơn hàng xả 12. Xả 12 cho em áo đá các chị này. Đấy chạ, 50.000 một chiếc. Cứ 50.000 một chiếc cho em. Đấy các chị nhìn cho em ạ, đẹp miên man này, được cái nào lấy cái đấy nhá. Để cho em biếu các chị kèm đơn hàng 50.000 xả 12 này. Để cho em tặng các chị 50.000 xả 12. Đó, đẹp miên man, đẹp tuyệt vời này luôn mà có 50.000 đồng. Ơ, sẽ có cả ba lỗ này. Con này ba lỗ này. Để cho 50.000, cho các chị yêu nhìn áo đá cho em này, xả 12 nhá. Nói chung là sẽ có đen này, đen hồng trắng ghi. Để chạm đen hồng trắng ghi hồng đậm hồng nhạt đấy. Em còn bằng này chiếc của Alonso luôn ạ. 50.000 một chiếc. Xả 12 ạ. Đây. Này chị ơi. Đấy. Dọn hết những cái mã này này. Cái phông ấy bỏ riêng ra. Đúng rồi. Màu đẹp. Cái này của Alonso. Đâu? Có lốc tốt à? Này. Cái này đủ size hơi cân. Màu này lạ nhỉ.
hoa này. Ôi cái hoa này đây này vẫn còn đấy mà chị. Hoa này vẫn còn là nhiều thôi. Ừ, chân một con có mấy cái, cứ lên theo mã đi cho nó dễ. Đây này, đá này, các chị nhìn cái mã đá xà 12 này, có 50 nghìn này. Cho tớ một mã áo của mỡ này. Cái ngoại tiết ấy, cái ngoại tiết phần bắn đi. Đấy, nhiều con công ấy. Đấy, nhìn như kiểu đuôi con công ấy. Rồi, xà 13 nhá, em qua mẫu này. Con xà 11 này này các chị này, áo thun ơi cho em này, cái trận mặc lên nó nhẹ đẹp dã man luôn. Tiếp theo ạ, con này lên là xà 13. Ai mở nhà to thế? Xà 13 cái trận xà 13 lên đơn hàng cho em. Cái trận xà 13 cũng là thổ thông hơi nha các chị yêu. Thì chạy cũng là dòng thổ thông hơi cho em ạ. Xả 13 cách số điện thoại ạ. Đủ màu đủ size đúng không? Đủ size. Không đủ size, không phải đủ màu. À, từ size bao nhiêu đến size bao nhiêu chị? L đến 2XL. L đến 7X. Chứ có chị nào đã nhận được cái áo thổ này chưa? L đến 2XL không nhỉ? L đến 2XL à? L đến 2XL. Rồi Becky đợi em tí. L đến 2X á. Từ khoảng là 43 cân đổ lên nhá, 43 44 cân ạ. Cho đến tầm khoảng là 70 cân đổ về. 43 44 cân đến 70 cân đổ về em cho đơn ạ. Em chào chị Hoa Hồng nhỏ. Các anh chị này, 129.000. 129.000 đồng ạ, mã xả 13. Ba size nhá, L 1X với 2X ạ. L 1X, L với 2XL các chị này. Tất cả những cái hình đính đá đằng trước cho em. Để chặn dòng áo thổ thông ơi. Chị nhận được rồi, đẹp lắm, em cảm ơn đã hàng hơn 300.000 đẹp tặng các chị là 129. 129.000 đồng mà áo em mặc là xà 13 nha các chị nhá. Xà 13 và kèm số điện thoại ạ. Xà 13 nhận được hàng đẹp lắm em ạ. Cảm ơn chị Bách Khoa. Mỡ này còn ít lắm đúng không? Em ơi các chị ơi, hôm nay các chị vượt được cái mã này các chị lấy luôn đi, tại vì là hàng này không có hàng về ở đâu ạ. Thực sự các bác luôn ạ, hàng em không nghĩ là làm nó lại rẻ mà nó đẹp như này. Đợt trước là người ta giao bán ý, thì em không dám lấy tại vì nó đắt quá. Được chưa? Giá buôn đã 250-260 rồi mà bây giờ em nhập về thì em bán chắc chắn là không có dưới 300.000 rồi đúng không? Nhưng bây giờ em tặng các chị giá 129.000 đồng. Chị chủ chị bảo là em ơi sao em bán rẻ thế? Hàng nhà chị đẹp mà sao em nhập về em bán rẻ mà chị ơi, em không bán được đắt. Em không bán được cao. Được chưa? Các chị về thử trải nghiệm nhá. À lên tay lỡ luôn à? Chị ơi cái mã tay lỡ ở đâu đây? Con này 129.000 đồng. Được chưa? Các chị này, về nhận hàng nhớ cho em xin một cái phản hồi nhá. Em thề luôn ạ, chưa chị nào chê cái chất này. Không biết là các chị nào đã nhận được hàng này chưa ạ. Lúc nào mặc thì cho em xin một kiểu ảnh nhá, cho em xin một cái phản hồi, cái feedback rồi ạ. Được chưa? Xả 13 cho em 129 thì chị Nguyễn Huyền comment lại số, lại mã hàng đi chị ơi. Comment sai mã rồi, xả 23 em bây giờ mới lên được mã 13 thôi. Được chưa? Chị Nam bé chút đơn dồn ạ, xả 13 cho em ạ. Có size dưới 70 cân nhá. Dưới 70 cân cho em ạ. Về nhận hàng cho em ạ, tem mác xịn sò luôn từ cái túi các chị này. Hàng FedEx luôn ạ. Sao lâu chưa được hàng, chị nào thấy lâu chưa nhận được đơn thì các chị lên đơn hàng cho là kiểm tra đơn và kèm số điện thoại cho em. Thấy không, tay lỡ còn nhiều không? L đến 3XL. L đến 3XL đúng không? Đây ạ, tay lỡ đây. Các chị nhìn cho em tay lỡ này. Em ơi. Xả 14 đi, các bác comment luôn, nhanh tay ạ. À chị đưa cho em quần Becky đi. Đấy lại là quần công sở nhá. Đây các chị này, xả 14 nhìn cho em cái bo gấu này. Để chạm bo nét căng luôn. Đấy chị ạ. Em không biết là shop nào với shop nào, kệ người ta đi chị ơi. Em chỉ biết là nhà em bán thôi. Còn người ta bán như nào, tại vì giá cả thị trường thì nói chung là các chị mua các chị biết. Các chị mua các chị biết. Tại vì là bán hàng kỵ nhất là là nói tên shop nọ shop kia ra. Em nói thật chị thế. Đấy, chị nào các chị vào xem like của nhà nọ nhà kia thì các chị cứ cảm thấy nhà nào cảm thấy ok, giá cả ok các chị mua, được chưa ạ? Mã này lên đơn hàng cho là mã bao nhiêu đây? Xả 14. Xả 14 ạ. Xả 14 và kèm số điện thoại cho em. Mã này có từ size L đúng không? 45 cân đổ lên ạ, 45 46 cân nhá. 45 46 cân cho đến tầm khoảng là 70 cân đổ về em có size. 45 46 cân đến 70 cân đổ về nhà em có size vừa. Mã này các chị comment cho là xả 14. Đẹp chưa các chị ơi, dòng tay lỡ cho em ạ. Con này là con nhung ép nha các chị nhá. Áo nhung ép cho em ạ. Chị Phương Mạnh kiểm tra đơn hàng, chị phải lấy lại số điện thoại ấy chị.
kiểm tra đơn hàng phải để lại số điện thoại trên mới có đơn được. Các chị này, mã này lên đơn hàng cho là xả 14, tay lỡ của hàng nhung ép. Các chị ơi, mặc đẹp mà, mặc nó không bị nhặn đâu. Cái chạm đá của nó rất là chắc luôn. Giặt máy thoải mái. Cái chạm giặt máy thoải mái cho em ạ. Toàn bộ hàng cái lô này em thật sự không có lô thứ hai nữa luôn. Thật sự các bác là bây giờ em muốn lấy thêm mà không có lô thứ hai luôn các chị này. Đấy chứ ạ, 129.000. Các chị nhá, 129.000 đồng len thổ như em bây giờ mới đăng nhập hàng mà chị Phạm Hà. Chị cũng Hương rồi, ok, ngày mai các chị chọn size vừa cho em nhá. Bây giờ các chị chỉ cần lên mã xả 14, cách số điện thoại. Chị nào có đơn các chị comment hoặc em chữ dồn đơn thôi. Chị Nhài Hà, chị Nguyễn Hằng có này, chị Nguyễn Thị Hòa có, chị Nguyễn Thu Hồng rồi, ok, em chốt đơn em qua mẫu này, chị Long Anh có nhá. Thế thì cho em luôn cái tay ấy đi. Em đang bảo cái lấy cái mã gì lẻ lẻ vài cái cũng bỏ đây cho em. Rồi phông hát gì hát tiếp các kiểu luôn bỏ đây đi. Đấy chứ ạ, bây giờ em lên chuẩn bị em về đồ đông hết rồi. Về phao rồi parka rồi là áo len đi cho nên tất cả những cái hàng hè như này hoặc là thu đông thì bây giờ em đang sale rồi nhá các chị yêu nhá. Chị Mai Nguyễn Thị có ạ, xả 14 cho em. Xả 14 kèm số điện thoại, em bảo rồi không đẹp không lấy tiền. Nhận hàng các bác cứ bóc hàng kiểm tra hàng thoải mái. Kiểm tra hàng cho em thoải mái chứ đừng chị nào mà không bóc hàng kiểm tra là giả là em nhá. Dạ, em thấy nhiều chị đặt hàng đến nơi là không thể bóc hàng, không kiểm tra hàng, không hóa đơn luôn là rất là tội luôn. Tại vì mùa dịch cái này hàng đến đâu nó lâu. Đấy, người muốn mua không được mà người mua được thì lại bom hàng, mệt lắm các chị ạ. Xả 14 cho em ạ. Lên bộ thu đông đi ạ, nhé em bây giờ đang còn bộ Sài Gòn New thôi chị ơi. Đang còn bộ Sài Gòn New. Đây à, tay lỡ, à tay dài đây à. Có đủ size chứ. Có, size ML. M, ấy cái gì? ML, M đến 2X đúng không? Rồi, từ M đến 2XL, đây cổ cao đây chị Tuyết Lưu ơi. Cổ cao đây, giảm 15 cho em. Giảm 15 ạ. Hàng này nó không đánh S chị ơi. Hàng Quảng Châu đa số đánh từ size M đi lên. Đa số đánh từ size M. Quần em mặc hết hàng rồi chị. Đây các chị này. Đấy chứ ạ. Đẳng cấp xịn sò. Được, chị Đặng Thanh Hiền nhá. À Đặng Thị Hiền nhá. Đổi được chị ơi, rộng đổi được. Đấy chứ ạ, nhà em thực sự luôn này, em rất là có trách nhiệm với đơn hàng luôn đấy. Không phải bán cho khách hàng xong là xong đâu. Nhà em nói chung là hàng lỗi này. Chật rộng các chị có thể gửi lại bên em đổi sai số. Được chưa ạ, hỗ trợ đổi sai đổi số. Đây các chị yêu. Đây ạ, của nó là nhung ép nhá. Cái này nó có một cái gen bên trong đó, nó gần như cái màu da của mình ý. Nhà các chị mặc trông rất là sang luôn. Ok chưa ạ, xả 15 cho em này. Xả 15 kèm số điện thoại cho em toàn bộ hàng Quảng Châu. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu em có từ size M ạ. Áo em mặc là mã xả 14 chị Kim Hạnh nhá, 129.000. Lên cho là xả 15 là tay dài, áo cao cổ. Đấy, như em muốn mua mà không được tại vì em đang ở chỉ thị 16 và đang giãn cách xã hội cho nên là không mua được. Đấy, nhiều chị muốn mua có mua hàng được đâu. Bây giờ nhiều chị đang không phải ở trong chỉ thị mà còn có đặt được hàng còn bom. Nhiều khách mua muốn mua mà không được ý. Tại vì các chị thấy bây giờ xả rẻ quá mà. Đúng không ạ? Mà chất nó đẹp. Con này bắt đầu vào xong đông các chị mặc cho em này. Đấy chị ạ, xả 16 à? 15 hay 16? Xả chị đang mặc là 15. Ừ, con này là 15 cho em. Xả 15 lên đơn hàng các chị này. Mày ngồi đấy mày nhầm đấy. 70 cân, 40 cân đến 70 cân nha các chị nhá. M, L, X, L, 2XL. Đấy chị ạ, từ size M đến size 2XL em chốt cho các chị 129.000 ạ. À, M8, M9 tối qua là cái gì hả chị? À? Chị đố. Ồ, M8, M9 tối qua em chịu đố. Không biết đó là cái gì luôn chị ạ. À. Hôm nay đặt lại cho em ạ, hôm nay xem lại ưng mã nào đặt lại nhá. Chị ơi, không còn mác có đổi được không chị? Ôi sao lại rút mác ra? Bây giờ không có mác lại khách lại bảo em là bán hàng cũ ấy. Em sợ. Chị còn nếu mà còn giữ nguyên cái mác thì để lại cho em cái mác gửi lại em đổi nhá chị nhá. Em đang mặc size ạ. Em mặc size nhỏ. Đấy chị ạ, em mặc size nhỏ tại vì cái hàng này nó co giãn chị ạ. Xả 16 cho em ạ. Xả 16 lên đơn nhá. Bình thường các chị mua cái hàng áo giữ nhiệt ý, cái hàng rẻ tiền ý, các chị đã mua mức giá là 140-150 rồi. Đây tất cả hàng Quảng Châu thì em được trước đó là hơn 300.000. Đây các chị nhìn cho em ạ, từ cái túi bóng rồi cái mác của nó các chị này. Mác này xả 15 à? 15. Xả 15 à? Em nhầm nhá, con này xả 15 đấy. Con này xả 15 cho em. Các chị nhìn áo này. Cái đá này các chị có thể lấy tay cào nó cũng bong luôn. Được chưa ạ? Lấy tay móng tay cậy nó cũng bong đá luôn ạ. Xả 16. À quên. 15. Xả 15. Em nhầm, chị Cẩm Vân đi comment lại xả 15 cho em rồi. Xả 15 nhá các chị nhá. Xả 12 hai cái rồi ok. Là cái gì bây giờ em hủy mã rồi không nhớ đâu chị ơi. Tí nữa em lên len thổ các chị chọn sau nhá. Cho em xem bộ Sài Gòn tí em lên chị ơi. Chị Liên Bình có, chị Nguyễn Vân có, Hương Lê có, xả 15 này, Tạ Hồng có đơn nhá, đủ size.
những cái mã hàng này em vẫn đủ size đủ số, nhưng mà số lượng này còn ít nữa các chị nhá. Số lượng còn ít. Rồi ạ, tiếp theo một mã áo thổ nữa này, thổ thông hơi. Được chưa? Tiếp theo một con mã thổ thông hơi như này, các chị comment là size 16 đi. Con này là size 16 cho em đủ size không? Size số như nào? Đến 2XL đến 2XL. Từ L đến 2XL đúng không? Size 16 á. Size 16 kèm số điện thoại ạ. Được chưa? Thuyền ơi, Thuyền thay đồ Thuyền vào cho chị một cái quần công sở lên làm mẫu. Đấy là sau chị đang lấy cho một cái quần công sở mặc lên hộ chị phát. Nhưng mà bây giờ alo số mẫu này. Ok. Ô thấy chị không thấy em à, thế không chốt đơn được à, thế em không chốt đơn. Chị Thái Trần ơi, chị có lên mã hàng và cách số điện thoại, để lại số điện thoại cho em, ngày mai nhân viên thì em sẽ gọi cho chị. Chứ bây giờ các chị comment nó nhảy như này thì em không đọc được tên hết các chị đúng không? Các chị nhá, con này size 16 đúng không ạ? Size 16 cho em 129.000. Đủ size các chị đến 70 cân. Đấy chị ạ, đủ size các chị dưới 70 cân. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đây chị này. Tất cả bo gấu này chị là bụng to. Bụng to mặc nó không bị lộ bụng đâu ạ. Bụng to mà không bị lộ. Đó, các bác lên đơn hàng cho là size 16. Size 16 cho em 129.000. Đấy chị ạ, tất cả những cái hình mẫu nào có tay không? Không còn mẫu nào có tay nữa đâu chị ơi. Quần em mặc không còn chị Loan Hà rồi, ok. Các bác nào lấy comment là size 16. Đây áo sơ mi mặc quần đi. Anh em. Ồ. Này còn em. Em hay mở. Em hay mở. Thôi mặc mờ cho thoải mái. Cái mặc S thì căng quá này, lốp lại nổ. Căng quá lại nổ lốp. Rồi ạ. Giờ các chị nhá, size 16 em qua mẫu này. Bác nào lấy size 16 các bác lên đơn ạ. Để chạm bác nào lấy size 16 các bác lên đơn hàng cho em ạ. Xem tất cả những cái treo trên kia xem là còn cái bộ gì không. Bộ lụa. Bộ lụa 100.000 bộ chị ơi. Bộ lụa áo cộc, ê áo cộc tay quần dài lấy bộ lụa đây nào. 129. Để chạm size 16. Áo ba lỗ lúc nãy á. Nó còn có 1 2 cái thôi, còn mỗi một cái hàng bom về chị làm gì còn đâu chị. Em bị bom về đúng một cái áo ba lỗ. Nào đây các chị nhá, bộ này cho em ạ. Đấy chứ ạ, bộ lụa cho em. Các chị mặc ở nhà, form các chị dưới 60 cân. Từ khoảng là 46, 47 cân ạ. Đến dưới 60 cân đổ về, các chị lên cho em là mã gì ạ? Bộ lụa cho em nhá. Bộ lụa và kèm số điện thoại ạ. Size L là nhỏ nhất nhá chị, chị gì ơi. Cái áo em mặc này, size L nhỏ nhất. Đấy, L 1X với 2X cũng tương đương với là size S, ML ấy. Đây các bác. Bộ này 100.000 một bộ. Em đang có màu xanh này, màu vàng các chị này. Còn nó sẽ là pha gen nha các chị nhá. Pha gen ở gấu nữa cho em này. Đấy chứ ạ, 100.000 đồng bộ lụa cho em ạ. Bộ lụa áo cộc tay quần dài 100.000. Bộ các chị coi mẹ, bộ lụa em có 3 size S, ML, đây màu ghi này và màu hồng. 4 màu các chị yêu. Em còn vài bộ thôi các chị nhá. Em còn vài bộ thôi. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đi tìm cái gì đi, đừng đấy làm gì. Này đi đấy. Đâu, thì hát xì hơi phát là ra. À rồi, hát xì hơi cái là ra. Ba đứa chị xem áo đúng. Len nữa, áo len xem còn cái nào lẻ thì bỏ lên cho em. Rồi án có cái gì lẻ lẻ bắn nốt. Đây. Ấy đừng. Quánh cho bây giờ. Áo len lẻ ở trong kia thôi mà. Đây cái gì này? Size 16 bộ lụa nha các chị nhá. Bộ lụa trước hơn 200. Bây giờ em tặng 100.000. Để chị nào chốt các chị lên đơn bộ này các chị mình mặc ở nhà nó thoải mái. Được chưa ạ? Mặc ở nhà thoải mái mà nó là quần dài các chị nhá, chứ không phải là quần lỡ hay quần đùi đâu. Nó là quần dài cho em. Được chưa ạ? Bộ lụa quần dài như em cho em như này các chị này. Không có cổ á? Đợi em tí. Đấy. Chồng nó gọi về rồi. Được chưa ạ? Bộ lụa cho em ạ. Màu hồng này. Màu xanh, màu vàng với màu ghi. Bộ quần đùi em hết rồi. Bây giờ sang thu rồi các chị ơi, mặc quần dài cho em. Sang thu các chị mình mặc quần dài chứ sang thu mặc quần đùi làm gì. Rồi tiếp theo ạ. 1, 2 này, 3 này. Bây giờ là em còn lẻ mẫu này nhá các chị nhá. Đây hàng tàu này cho em ạ. Size 17. Để chạm size 17 cho em còn áo phông. Size 17 cho em áo phông. Các bác này, size 17 lên đơn hàng cho em ạ. Em có LXL, MLX nhá các chị nhá. Màu trắng ạ. MLXL cho em màu trắng. Sai gì đấy? Rộng quá. Size M. Thế thôi, mặc
Mỏ tẩm đạm như thế này. Đấy, quần công sở. Tìm phông có cổ háng mắc đen. Bây giờ bạn tìm một tờ phông có cổ háng mắc đen đây. Đấy. Đây các chị này. Mã này là xả bao nhiêu đây? Hả? Xả 17 à? Xả 17 cho em ạ. Áo phông các chị này. Áo phao còn nha chị ơi, nấm độc nhá. Con này lên xả 17 cho em ạ. Xả 17. Đây áo phông đây. Áo phông trắng này có xa các chị từ khoảng là 45 cân ạ. 45 cân cho đến tầm khoảng là 65-66 cân đổ về. 45 cân đến 65-66 cân đổ về. Em tặng các chị nốt là 80.000 một áo. Đấy chứ ạ, 80.000. Các chị này, 80.000 đồng một áo. Em tặng nốt nhá. Cái này là hàng Quảng Châu, đẹp lắm luôn các chị này. Lên đơn hàng chứ là xả 17 ạ. Có đủ size chị cắt, cắt gì ạ? Cái xả 16 có size M mà chị, SML 3 size. Đấy chứ ạ, chị Cường Phạm có ạ, chị đô luyến rồi, ok. Chị Nguyễn Thu Hồng chốt xả 17 này, các chị này. Xả 17 em có trắng này. Còn sót 1, 2, 3 này, 4, 5 này, 6 cái, 6 cái. Đấy chứ ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái là cả em mặc là 6 cái. Đấy chứ ạ, em tặng các chị mức giá bao tiền? 80.000 à, 79.000 đúng không, 80.000 một cái. Đấy chứ ạ, Linh hôm, Linh nhà nó ở xa, buổi tối nó không đến được. Đấy chứ ạ, cái huyện này nhà nó cách em có mấy trăm mét thôi, nó đến được. Chồng gọi về à? Vừa đi bắt lợn về không thấy đâu. Không thấy đâu là nó gọi gì. Chứ không phải đi tìm vợ đâu gì. Đây màu đen, màu đen em còn 2 chiếc nhá. Xả 17 màu đen còn 2 cái. Đen của size M ạ. Được chưa ạ? Chị nào chốt đen size M lên đơn ạ. Chị nào chốt đen size M lên đơn hàng này, xả 17 và kèm số điện thoại cho em ạ, 80.000. Được chưa ạ? Đen em còn 2 cái các bác nhá. Đen còn đúng 2 chiếc ạ. Size M các chị tầm khoảng là 55 56 cân đổ về, các chị 45 cân đổ lên. 45 đến 55 56 cân đổ về em chốt đơn ạ. Màu đỏ. À màu đen còn 3 cái size M. Màu đỏ còn đúng 1 chiếc thôi. Nhớ chưa ạ? Xả 17 và kèm số điện thoại ạ. À cái này là hình xe đạp, còn chiếc nó hơi khác khác tí. Đấy chưa ạ? Còn một chiếc hình xe đạp nó hơi khác một tí là màu đỏ các chị nhá. Màu đỏ cho em như này. Đấy chưa ạ? Em tặng các chị mức giá bao nhiêu tiền? 80.000. Thôi thôi hết xả 17. Còn một chiếc màu đỏ nhá. Dưới 55 cân cho em ạ, 80.000 một chiếc này. Mũ này em còn nguyên trắng ạ. Mũ này em còn nguyên màu trắng. Hàng mắc đen nhá các bác nhá. Hàng mắc đen, xả 18 ạ, màu trắng ạ. Xả 18 cho em màu trắng, 40 cân đến 60 cân. Em còn xa các chị 40 đến 60 cân ạ. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho là xả 18. Phong có lốp top ạ, 40 60 cân. Cái lốp top mã này 40 đến 60 cân, các chị comment là xả 18 cho em ạ. 110.000. Ok chưa? Đấy chứ ạ, 110.000 đồng. Em còn nguyên màu trắng. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ hàng hơn 200.000 giá cũ nhá các chị nhá, xả 18 cho em. Hôm vừa rồi em có bán là 139.000 đồng đúng không? Bây giờ em tặng các chị luôn là 110.000. Đấy, tại vì cái giá này, chất này nó đẹp lắm các chị ạ. Chất PDS luôn, xả 18 này màu trắng. Đây các bác này, xả 18 cho em màu trắng và kèm số điện thoại cho em. 110.000 một áo. 110.000, giá rẻ bèo luôn, rẻ hơn giá nhập. Để chặn rẻ hơn giá nhập luôn, không có cước xe về luôn ý. Đây này các chị này, em còn có đúng một cái size M em đang mặc thôi, còn đâu là còn nguyên size L nhá. Size L các chị dưới 60 cân cho em. Size L các chị yêu nhà mình dưới 60 cân ạ. Người mẫu mặc gì cũng đẹp ạ chị ơi. Nói chung là quan trọng là cái form của nó nữa. Để chặn, quan trọng là cái form của nó nữa. Đấy thì các chị đợi em áo parka đúng nãy giờ á. Cho em một bộ alpaca đi. Rồi, đợi em tí nhá. Đừng lên mặt 817 nữa, 817 gần hết rồi. Bạn nào có 8 có nhiều nhiều ấy. Rồi, đợi em tí em lên alpaca. Các chị đang bảo đợi em từ lúc nãy giờ buồn ngủ rồi đúng không? Chỉ săn áo alpaca đầu mùa đấy các chị ơi thì mới có được giá rẻ. Đây nhá. Các chị em còn nguyên trắng mà em còn có đúng bằng này chiếc. Các chị nhìn cho em này. Đấy chứ ạ, xà 18 đợi em tí em lên phông cổ. Các bác cứ bình tĩnh cho em. Đấy chứ ạ, cứ bình tĩnh. Một mình em là em cố gắng hết sức có thể luôn rồi. Để chặn xà 18 màu trắng này. Đây lên áo parka đây. Từ từ đã. Đây parka đây. Đưa cho em nguyên túi với. Để cho các chị so sánh xem hàng thị trường với lại giá hàng của nhà em. Đây các bác nhìn cho em áo parka này. Được chưa ạ? Trong vụ toàn hơn 800. Trong vụ toàn hơn 800.000. Mã này các chị yêu lên cho là 811 nhá các chị nhá. Đúng không? 811 này.
811 cho em và kèm số điện thoại. Em đang có là màu xanh. Đây ạ, mã này các chị lên đơn hàng cho là 811. Em có 3 màu, màu xanh này, màu nâu với lại là màu màu đen. Xanh nâu đen em có size các chị dưới 65 cân. Để chạm dưới 65 cân đổ về nhé các chị yêu. Em mặc thử luôn nhá, các ca đây. Đấy, có mấy chị nhắn tin vào em ơi, tối lên bác ca đi, mấy hôm vừa rồi chị không xem được. Đợi từ lúc đầu live giờ, không dám đi ngủ chỉ sợ em lên bác ca là không được chốt đơn. Giá rẻ thực sự luôn. Đây các chị này, mỗi em nó mặc là màu xanh. Màu xanh nha các em, các chị yêu. Được chưa ạ? Các chị lên đơn hàng cho là 811 nha các chị nhá. Màu xanh này. Thôi nói nhỏ, thôi để em đang tự ấn hàng. Màu xanh này, màu nâu tây các chị này. Màu nâu tây và tông màu đen. Được chưa ạ? 459.000 đồng. Em mới thật bây giờ mới có giá này đấy. Được chưa ạ? Chứ bây giờ mà bắt đầu là vào vụ đông một cái là không bao giờ có cái giá mà đầu bốn đâu các chị ạ. Ít nhất phải tầm khoảng là suýt soát 800.000. Được chưa ạ? Ít nhất phải tầm suýt soát 800.000 đồng. Các chị nhìn cái lớp lót bên trong các chị này. Được chưa ạ? Nó mịn mịn min luôn. Được chưa ạ? Em có 3 size là MLXL. MLXL các chị cứ tầm dưới 65 cân và các chị 45 cân đổ lên ạ. 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn nhé các chị bác các bác nhá. Được chưa ạ? Toàn bộ của nó là các chị này, lần trước là 860 đến 1.2 triệu, dao động các chị yêu. Bây giờ em tặng các chị mức giá là 459.000 đồng một áo. Được chưa ạ? 459.000 đồng cho em một con parka đầu mùa. Một con parka đầu mùa. Được chưa ạ? Màu xanh này, màu nâu tây, màu đen. Chị nào chưa chốt được lên nhanh tay cho em các chị yêu nhá. Dáng này là dáng vừa cho em ạ. Dáng vừa quang này, nó không bị dài quá mà không bị ngắn quá. Đấy, 459.000 đồng cho em ạ, chữ thêu Celine nhá các bác nhá. Chữ thêu Celine cho em, đây tông màu nâu tây. Màu nâu tây cho em ạ. À phao nhà em chưa về đủ size, parka thì về đủ size, đủ số. Trời ơi, cái này thì con mà rét đậm rét hại thì các bác cũng phải gọi là chỉ cần mặc một con áo giữ nhiệt mỏng bên trong thôi. Được chưa ạ? Cần mặc một con áo giữ nhiệt mỏng bên trong thôi là thoải mái rồi. Không cần phải là mặc quá nhiều áo. Được chưa ạ? Đây các chị này, có dây rút eo các chị nhá. Đây là chị nào eo to eo nhỏ các chị cứ chỉnh cái dây eo cho em. Màu nâu tây các chị này. Lên đơn hàng cho là mã 811 cách số điện thoại ạ. 811 và cách số điện thoại cho em. Đây màu nâu tây này, em có 3 màu nhá các chị yêu. Màu nâu tây, màu đen và màu xanh. 3 màu ạ. Nâu tây xanh đen cho em. Ok chưa ạ? 811 lên đơn hàng cho em ạ. Toàn bộ của nó hàng chất lượng. Để chặn nó không phải chất phao mà cái này là chất kaki ướt nhé các bác nhá, chất kaki cho em. Đấy, nó không phải là cái dòng phao sột soạt đâu ạ. Kaka đẹp cho các chị yêu luôn ạ. 811 cách số điện thoại, em có 3 size là MLXL. 3 size MLXL đủ size đủ số, hàng này là hàng ủ mưu. Để chặn vào trong vụ đó các chị yêu ạ. Vào trong vụ là giá của nó thực sự là nó không có cái giá rẻ như này nữa ấy. Con hàng cao cấp như này luôn mà bây giờ tặng các chị giá đầu 4. Chị chạm vào vụ nhập vào, nói chung là chị ước gì là nhập vào giá đầu 7 thôi mà không được. 811 đấy chị Vân Phạm ơi. 811 chị Vũ Thị Tu Huyền rồi, ok. Quần không sợ để em một tí nhá. Thôi màu đen không cần mặc lên nữa. Được chưa? Thôi mã sang. Đây tiếp theo đem lên mã không lẻ nữa. À quần không sợ đây. Quần không sợ ngày hôm nay gọn ghẽ đi. Không sợ mã đấy còn nhiều không? Ngày mai còn đủ sao. Sai à? Rồi quần công sở nhá. Mã đấy là mã bao nhiêu? 814. Đưa tờ cái quần này, tờ dơ mẫu lên phát. Đây quần công sở này em có hai màu nâu. Màu nâu với lại là chị Vân Nguyễn có, chị Hoài Anh Lê có đơn. Đây các chị này, quần công sở đây ạ. Em có nâu với đen, đủ size các chị là SMLXL. SMLXL ạ, hai màu nâu đen. Có size các chị 40 cân đến 57 cân ạ. Chị Nguyễn Ngân ok chút 814 nhá các chị nhá. Các chị ơi bây giờ em thề luôn ạ. Bình thường em không có nhập được cái parka mà giá rẻ thế đâu ạ. Nhưng mà năm nay thì gọi là cái gì mà khi mà mình nhập trước vụ ấy thì lúc nào nó cũng được giá rẻ, giá tốt. Để khi mà vào vụ thì ai cũng bắt đầu là đi lấy hàng. Để chứ ai cũng bắt đầu đi lấy hàng mùa đông. Thì lúc đấy là cái giá nó sẽ không có giá này. Bây giờ các chị cứ thử nghĩ xem ạ, các chị cứ thử ngẫm xem nó có đúng không nhá. Năm nay rét sớm. Để chứ năm nay rét sớm, có màu đen mà chị. À parka có đen, em thử mặc thử lại một màu đen nữa cho chị yêu luôn này. Mặc thử lại luôn màu đen nhá. Parka mà đấy á. Đây màu đen đây, có màu đen. Chị Nguyễn Đức Lợi nhá, có lớp tốt có nhiều lắm chị ơi. Tấn Biển có ạ, chị Ngọc Lan Đào ok chốt đơn.
Mã này nhà em mới về và có sẽ có là đủ màu đủ size. Còn cái mã hôm trước thì em lên là bây giờ nó gần như là hết size rồi. Tại vì là khách gì người ta cũng nhiều. Đây các chị này. Lấy cho em con khác. Còn da này phải à? Nó cầm tiền ra đây nha. Hả? Giả lại. Giả lại bao nhiêu? Tiền út đấy thì cái gì tìm mãi là thế rồi. Đã ghi dấu ở kia này. À, lấy. Rồi chị Hoa Nguyễn ạ, chị Minh Nguyệt có đơn nhá. Đấy em một tí có màu đen mà, đủ màu luôn chứ không phải là có hai màu đấy. Em cảm ơn chị Nguyễn Hạnh. Bây giờ từ từ nhá, em lên các chị một mã paca tiếp, nhưng em lên các chị chèn mã quần công sở tại vì là em đang lắp lông con paca đã. Quần công sở như em đây. Chị nào đã nhận được quần công sở rồi cho em xin một cái feedback. Đấy chị, toàn bộ như em là dáng Becky. Toàn bộ như em là dáng Becky như như bạn mẫu bậc đây chị này. Đấy là bạn ấy cao 1m5 mấy? 52 53 đúng không? 1m55 á? Cao hẳn 1m55 rồi. Cao 1m55 à? Đây các chị này. Em đang có là tông màu nâu với màu đen, đủ size nhá. Mã này có đủ size. Đợi em tí em mặc màu đen, em đang lắp cái lông mũ đã. 814. Cái này vẫn đủ size này. À, cái mã quần này là mã 814 đúng không? Ừ. Quần mã 814 chị ghi hẳn cho em là quần mã 814 nhá. Quần mã 814 cho em ạ. Đây các chị này. Từ S đến XL. Được chưa? Từ S đến XL luôn. Ngày hôm nay chi ân khách hàng, ngày hôm nay chị nào có đơn hàng em bán kèm giá này luôn nhá. Được chưa? 119.000 một quần. 119.000 đồng một quần công sở. Chị nào mua rồi các chị cho em xin một cái phát hồi. Đấy chị ạ, chị nào mua rồi các chị cho em xin một cái phản hồi. Các chị comment là quần 811 cho em ạ. Form các chị 57 hả? 814 đúng không? Quần mã 814 cho em ạ. Quần 814 các chị comment đúng mã hàng các chị nhá. Em có hai màu là nâu với đen. Các chị này nhìn cho em ạ, cái đường may rất là kỹ. Đấy chị ạ, quần công sở may kỹ luôn nhá chị các chị yêu. Đấy chị ạ, 814 119.000 đủ size. Riêng mã này thì em sẽ có đủ size ạ. Từ S đến XL cho em cả nâu cả đen, các bác làm cả đôi đi. Quần chất đẹp lắm, rất ưng ý, em cảm ơn chị. Giá này thì em bao giá thị trường luôn. Tại vì quần này người ta lấy lẻ về người ta bán lẻ các chị hơn 200.000 cơ. Đấy chị ạ, lấy về người ta bán hơn 200.000 một quần các chị yêu nhá. 814 lên đơn hàng. Riêng mã này thì em vẫn đủ size. Thì em sẽ lên cho các chị luôn ạ. 814 cách số điện thoại cho em 119.000 đồng. Đấy các chị mua trước để các chị thông cảm. Tại vì là cái mã này là em bán kèm đơn cho các chị yêu. Đấy chị ạ, còn chị nào ngày mai mua một chiếc em không ship nhá. Các chị mua từ cả hai chiếc trở lên thì em ship hàng. Đây quần 814 này, 119.000. Đấy chị ạ, dáng như bạn đang mặc các chị yêu nhá. Dáng như bạn đang mặc kia. Đấy chị ạ, dáng của nó là dáng Becky. Dáng Becky cho em quần công sở mã 814 ạ. 814 lên đơn hàng cho em ạ, SMLX. Đấy chị ạ, SMLXL ạ. Mặc đẹp đứng quần nó không bị gãy ống đâu. Đấy chị ạ, nhiều khi là khách đến quán là em bảo là giá 140.000 đúng không? Em đang bán ở 140.000 tại cửa hàng mà khách còn giật mình. Các chị còn tưởng em nhầm giá cơ. Mày đùa tao à? Đấy chị ạ, khách hàng còn bảo ơ mày đùa tao à, sao rẻ thế? Thế là làm luôn 2-3 chiếc. Đấy chị ạ, tưởng là 240 nhưng em bảo là 140.000 chị ạ. Thế chị bảo là mày đùa tao à Loan? Đấy chị ạ, mày đùa tao à, sao bán rẻ thế? Mà không, em cũng không trêu đâu, em nói thật đấy, em đang bán 140. Chỗ khác bán hơn 200.000 một quần cơ ạ. Các chị lên đây là 814 nha, em qua mẫu này. Mỗi mã còn ít. Đây bác ca 811 màu đen mặc lại nhá. Lúc nãy chị chưa nhìn thấy em mặc màu đen đây. Em mặc lại màu đen cho các chị yêu mình ngắm luôn ạ. Thay mã quần khác đi. Đây ạ, paca đen đây. Chị nào chốt paca đen lên mã 811 nhá. 811 màu đen. Là áo paca đây ạ. Lúc nãy em chưa lên cái màu đen. Các chị comment hộ em là paca 811 ạ. Màu đen ạ. Paca 811 màu đen và kèm số điện thoại cho em ạ. 459.000 một áo. 459.000. Em thật là khách hàng toàn lấy cả đôi rồi, cứ một cái màu đen một cái màu nâu, tại vì hai cái màu đấy là hai màu truyền thống rồi, hai màu cơ bản rồi ạ. Có quần co giãn 4 chiều, đấy là quần Q1 chị ơi. Đây các chị này, đây là paca màu đen, mã này là mã 811 nhá các chị yêu. Đấy chị ạ, 459.000 một áo. 459.000 đồng một áo paca, bên trong có lót lông cho em mà cái lông mũ này các chị này tháo rồi được ra nhá các chị yêu. 459.000. Mặc sướng thì chị Quỳnh Trần nhờ. Hôm nay có mở hàng cho em cái gì không đấy? Hôm nay chị mở hàng hay là ai mở hàng đấy? Hôm nay mát tay thế. Đây ạ. Mát tay quá là ngày mai nhân viên phải nhọn mồm ra thực sự luôn ạ. Áo này là 811 màu đen. 811 màu đen cho em ạ. Em ơi này. Để chạm paca. Em thấy chưa năm nào paca nó rẻ như năm nay.
mà rẻ chất lượng đẹp à, các chị lấy từ đầu mùa đi, các chị đừng nghĩ là vào vụ được rẻ nhá. Bây giờ các chị đang nóng, bây giờ các chị mua thì các chị mới được mua rẻ thôi. Cái gì cũng thế, đang mùa đông các chị mua quần áo mùa hè lúc nào nó cũng rẻ, mà đang mùa hè các chị mua quần áo mùa đông lúc nào cũng được giá tốt. Đấy, các chị này, lô này lô đầu mùa, lô đầu tiên em về. Đấy chưa ạ, em tặng các chị 459.000 đồng. Còn giá thị trường vào vụ không có dưới 800 đâu các chị nhá, vào vụ không có dưới 800. Bây giờ em phải nhập sẵn từ bây giờ em mới có được giá rẻ, chứ còn vào mùa em không nhập được giá này đâu ạ. Quần quy 100.000 một quần chị ơi. Rồi em một tí ạ. Đây quần vừa sạc đây, chị nào lấy 811 thì các chị lên đơn nhá. Tại vì áo này thì em không nhập được số lượng nhiều ý. Lần này hàng về nó khó mà cước cao nữa. Quần này là mã 572. 572 đủ size không đây? 572 đủ size. 572 đủ size này. SMLX của quần 572. Quần này mã hàng chưa là 572 ạ. Quần 572. Các chị này, đủ size từ SXL ạ. Chị ạ, 572 đủ size từ SXL. Đưa đứng ra đây chị xem. Đây, form dáng lên nó không bị gầy ống, cứ đứng ở trên kia đi. Đứng ra xa xa một tí cũng được. Cho nhìn hết dáng quần ạ. Cho khách hàng nhìn hết cái dáng quần nhá. Đấy chị ạ, dày dặn chất đẹp. Các chị nhìn cho em này, cái đường may của nó này. Được chị ạ, kỹ nha các chị nhá. Chứ không phải là cái đường may gia công đâu. Các chị này, lên đơn hàng chứ là quần này, mã 572 ạ. 572 và kèm số điện thoại cho các chị xem từ cái túi của nó này. Để chị ạ, nó may rất là kỹ, nó cẩn thận lắm các chị này. Để chị ạ, sửa may rất là cẩn thận luôn ạ. Quần 572 cho em ạ. Quần này chất nó đanh hơn một tí, hàng này về nhập đắt hơn này. Em tặng các chị 130.000. Để chị ạ, 130.000. Phong các chị đến 57 cân nhá, 57, 58 cân, 57, 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. 572 em có nâu với đen, 130.000 đồng một quần ạ. Để chị ạ, đủ xa các chị từ trên 40 cân đến tầm khoảng là bao nhiêu cân nhỉ? 57, 58 cân. S đến XL ạ. S đến XL luôn. Đấy, bác nào lấy các chị nhìn cho em này. Xịn lắm. Được chưa? Mà giá có hơn 100.000 các bác này. Ngoại trốn đang bán hơn 200 đấy ạ. Thị trường đang bán hơn 200.000. Cuối năm ngoái chị mua 788 mà chưa được mặc à. Đấy, bây giờ nhưng mà vào vụ nó không có rẻ đâu chị ạ. Chị Liên Đinh nhá, cứ yên tâm là từ nay vào trong vụ không có rẻ. Mà năm nay lại còn rét sớm. Năm nay rét sớm, các chị cũng để ý thời tiết nhá. Năm nay rét sớm hơn mỗi năm đấy. Tháng giờ rồi đi rét. Bây giờ bắt đầu trở đi là thời tiết nó se se lạnh rồi đấy ạ. Đây ạ, mã này quần là 572. 572 ạ, cái hình này các chị này. Sơ vi len cực kỳ đẹp luôn ạ. 572 và kèm số điện thoại cho em. Chất lượng nó mềm lắm các chị ạ. Sướng. 130.000. Ok chưa ạ, 130.000 đồng một quần. Khách hàng lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Từ SXL các chị nhá. 572 từ SXL. Ngày mai các chị chọn màu và chọn size vừa. Để chạm các chị cứ chọn màu và chọn size vừa cho em lên quần quy 1, quần quốc dân đi. À đưa cho em cái đấy, cho khách hàng kèm đơn luôn nhá. Vỏ gối, đã bao lâu rồi các chị em thì mình chưa thay vỏ gối ạ. Để chạm, lâu lâu các chị em mình chưa thay vỏ gối. Các chị vào đây với em, kèm đơn hàng luôn ạ. Tổng tất tần tật các chị mua bất cửa rồi. Để lên có nặng quá không? Sập cái nào, sập quá, đẻo quá. Đây ạ. Rồi, các chị nhá, quần 572 em qua mẫu này. Cái này là em kèm đơn hàng. Cái này là em bán hộ chị gái em thôi. Thì em bán kèm đơn hàng được. Này chị ơi, đưa cho em hai màu ấy chị ơi. Lấy màu tím với lại màu hồng ấy. Vỏ gối cái màu này các chị này. Nhưng em không bán cái vỏ gối mà loại trơn trơn đâu các chị nhá. Cái loại trơn em không bán. Em bán cái loại thêu các chị này. Đó là hàng của công ty. Đấy chị ạ, đó là hàng của công ty cho em ạ. Chị nào đã mua vỏ gối nhà em các chị biết. Đây ạ, các chị này. Em đang có màu này là gọi là màu tím các chị nhá. Vỏ gối các chị chọn màu. Đấy chị ạ, khổ của nó sẽ là bao nhiêu đây? 50. Có kích thước không nhỉ? Đưa cho em cái màu hồng ở dưới kia đây. Chị cắt cho em xin đây. Vỏ gối sướng lắm. Nhà em chuyên dùng loại này thôi. Để chị ạ, nhà em chuyên dùng loại này. 2, 4, 6, 8. Màu hồng 1 tí. 2, 4, 6, 8. 80, 50 à? 80, 60 à? 80, 50 đây. Đây các chị này, các chị lên đơn hàng chỉ là vỏ gối và kèm số điện thoại cho em có hai màu đấy các chị nhá. Hai màu là hai cái màu em chọn là các chị đẹp nhất luôn. Để chị ạ, hai màu đẹp nhất luôn, hàng thêu các chị này, vỏ gối thêu cho em nhá các bác ơi, vỏ gối thêu em xin phép là có 50 đôi em tặng các bác. Để chị ạ, 150.000 đồng hai đôi vỏ gối, ok chưa ạ?
150.000 đồng cho em hai đôi. Hai đôi là 4 cái các chị nhá. Hai đôi là 4 cái, các chị mình cứ làm cả hai đôi cho em. Tại vì ít nhất là nhà mình là phải có 4 người đúng không ạ? Đấy là em nói là ít nhất. Đấy. Các chị nhá, màu hồng này với lại màu tím. Lên đơn hàng cho là vỏ gối cho em 150.000 đồng hai đôi vỏ gối. Nhờ. Màu xanh có ít thôi chị ạ. Nói chung là cơ bản nó sẽ có là màu tím màu hồng này. Cái màu đậm đậm, hàng thêu cho em các chị yêu. Để chạy hàng thêu của hàng công ty cho em nhá, chứ không phải là cái hàng mà vỏ gối trơn trơn đâu. Bình thường là bán tại cửa hàng thì giá nó cao hơn, nhưng thực sự là các chị là trên bán trên livestream ấy, cái này là em bán hộ thôi các chị nhá. Cái này em bán hộ và kèm đơn hàng luôn các bác. Các chị tiện mua quần áo các chị mua luôn vỏ gối, tại vì là thường là dùng khoảng là mấy tháng là vỏ gối nó sẽ cũ, để chạm nó sẽ bị mốc, thì các chị thay vỏ gối cho em ạ. Nhìn trông nó sẽ là thẩm mỹ, để chạm nó sẽ thẩm mỹ hơn. Đấy, nhìn vào trong giường là muốn nằm lên giường rồi, chứ nhìn cái vỏ gối nó mốc meo là không muốn, để chạm. Đấy mà nó rẻ, lâu lắm em mới bán đấy các chị ạ. Đợt này là dịch giã này em bán hộ thôi, để chạm 150.000 đồng hai đôi. Hai đôi là 4 chiếc các chị nhá, cứ hai đôi này cho em ạ, cứ hai đôi. Một đôi màu hồng, một đôi màu tím đi, hoặc là các chị lấy hai đôi màu tím, hai đôi màu hồng chẳng hạn. Đấy, các chị nhìn màu cho em này, màu này nó trầm trầm ấy, nó đẹp lắm. Cứ 150 hai đôi, 150 hai đôi. 75.000 một đôi, hai cái vỏ này cho em này, 75.000 hai vỏ. Để chạm 75.000 hai vỏ. Đấy, em bán combo luôn đấy các bác nhá. Tại vì là nhà nào ít nhất phải có 4 người, 4 đôi gối, đúng không ạ? Đấy là ít nhất. Còn nhà em phải là nhà em có 7 người cơ. Nhà em có 7 người. Đấy chị ạ, em phải mua ít nhất là 4 đôi cơ. Nhà em phải ít nhất là có 4 đôi vỏ gối kìa. Đấy, chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm đơn nhá. Vỏ gối và kèm xuống đợt. Ngày mai các chị chọn màu cho em. Ngày mai chọn màu. Rồi, qua mẫu đi. Thế là thi thoảng em bán kèm luôn các chị thôi. Rồi, tiếp theo ạ, quần công sở các bác nhá. Đâu, quần công sở còn mẫu nào nữa? Đủ size. Baggy đi. Baggy thôi, mẫu này không đủ size. Nhà em không miễn ship chị ơi. Nhà em không bao giờ bán miễn ship đâu. Tại vì nhà em bán rẻ sát với giá gốc rồi. Có 3 cặp này làm gì ạ? Rồi ôi, sẵn sàng miễn ship khi mà bán giá cao. Nhưng mà em có bán được giá cao đâu các chị. Em có cái nào em bán được quá lãi 20.000 đâu các chị. Cái nào được lãi nhiều em được lãi các chị 15.000 một sản phẩm. Đấy, 10-15.000. Đấy là cái nào lãi nhiều đấy. Chứ bây giờ các chị bảo em bán miễn ship, em bán bằng giá thị trường đang bán thì em miễn ship các chị thoải mái. Thề luôn đấy. Thế không có chuyện mà bán rẻ lại miễn ship đâu chị ạ. Người ta bán ngoại trường, người ta bán đất lòi thôi, người ta miễn ship với các chị, người ta được lãi 100.000 một đơn. Thì người ta mặt miễn ship các chị có 30.000, người ta vẫn được lãi các chị 70.000 cơ ạ. Nhưng mà nhà em không được lãi nhiều thế đâu. Các chị nhìn xem quần Q1 này, 100.000 một quần. Co giãn 4 chiều. Quần này em gọi là quần quốc dân đấy. Huyền mặc có chị cái, thay nhanh thế. Chỉ nhờ để mặc quần thôi mà. Ấy thế, SXL. tám mươi phân là ở ngoài em đâu, ngoài lòng gối chị ạ. Nói chung là cái gối đấy là cái khổ mà bình thường là mình hay ấy rồi, là mình hay lồng rồi, đúng rồi, ship của người ta ấy, chứ em có được cái tiền ship của các chị đâu. Đấy là bên chuyển phát người ta thu thôi, em thu 30.000 phí ship. Bây giờ em phải bù tất cả các đơn hàng đấy ạ, tại vì bây giờ tất cả các đơn hàng bây giờ là em phải dùng ở dịch vụ chuyển phát nhanh, chứ không phải dịch vụ mà chuyển phát thường như mọi khi mà không có dịch đấy. Cước một cước đôi các chị ạ. À, Bình Dương hiện tại thì em chưa ship được Bình Dương đâu chị Phùng Hàng ơi. Nên các chị đừng lăn tăn tiền ship. Các chị ạ, à, đừng lăn tăn tiền ship. Mình đã mua rẻ rồi. Cái tiền ship đấy là bên chuyển phát người ta thu, anh em chỉ thu tiền hàng thôi. Đấy, em lên quần Q1 nhá. Các bác ơi đừng lăn tăn tiền ship, các chị đừng hỏi em là miễn ship hay không. Em bán rẻ rồi. Đấy chị ạ. À, lúc nãy em bán có 50.000, 70.000, 80.000 mà tất cả hàng trước 200 mấy hơn 300.000 nha em. Đây cái quần này các chị này, quần này em tặng các chị 100.000 là giá, gọi là giá gần như là sang tay cho các chị thôi. Để chạm giá xỉ cái đang giao 120-130.000 mà em tặng các chị có 100.000 một quần. Các chị nhìn quần baggy cho em này. Ship của người ta chứ em không lấy. Để chạm ví dụ như quần này em chỉ thu về 100.000 thôi. Còn ship là 30.000 là bên chuyển phát người ta thu. Để chạm ví dụ em gửi Viettel là người ta thu 30.000 tiền ship. Còn em chỉ lấy về thu về tiền hàng của em 100.000 thôi. Đấy. Các chị nhá, quần Q1 các chị chọn hình cho em được. Đấy chứ ạ, SMLXL, các chị từ khoảng là 45 cân đến 65-66 cân. 45 cân đến 65-66 cân em nhận đơn. Các khí khác nhau, cho em xin cung đơn mà chị. Coca ừ. Hả? Không. Trắng em về cho nó còn trắng. Coca mà hết ga chưa? Quần Q1 nhá, chị Trang Hoàng rồi ok.
Ôi, bán rẻ rồi các bác đừng lăn tăn, thì ship có 30.000. Thực ra bây giờ nếu mà em cộng mỗi sản phẩm lên chênh lên hẳn 10.000 đi, hay là 20.000 đi, thì các chị mua 3 sản phẩm thì em sẵn sàng miễn phí ship luôn. Đấy, đơn hàng em được lãi các chị 60.000 thì em miễn được phí ship 30.000. Chứ bây giờ đơn hàng của em được lãi các chị có 25-30.000 thì em miễn ship 30.000. Đấy này, em bán không công à chị? Còn quy mô thôi. Cảm ơn em nhỉ. Thế là chính thức là bán hàng vì đam mê đấy. Nhưng mà em không phải bán hàng vì đam mê chị ạ. Em còn bán hàng em nuôi con em chứ. Đơn hàng của các chị em được lãi các chị mỗi sản phẩm 5-10.000, 15.000 là cao. Nhưng mà các chị mua dồn đơn đi thì em được lãi các chị đơn nào cao nhất là tầm khoảng 40.000. Thì em mà miễn ship 30.000 thì em lấy đâu tiền thuê nhân viên đấy chị ạ. Lấy đâu tiền mà túi bóng băng dính. Chị Anh Huế rồi, chị Nguyễn Hương rồi, còn hàng tồn như có phải là bán, lại còn bán một phát là lọc hết, dốc hết cả hàng đâu các chị ạ. Lấy về 500 quần thì bán được 400 quần, còn 100 quần là phải xả lỗ. Đấy, để thu lại gốc, để cho bán cho dốc hàng. Chị Dương Tình rồi, ok luôn ạ. Quần quy 1 cho em các chị nhá. Em giơ các chị xem cái hình này. Em xem các hình cho các chị luôn ạ. Mã này các chị lên đơn hàng chỉ là quy 1 ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Đấy, các chị này, hình này. Quy 1 thôi, ngày mai các chị chọn size vừa nhá. Còn 4 hình thì các chị cứ yên tâm luôn, là 4 hình em chọn. Em chọn là các chị cứ yên tâm. Không chị ơi, có nhiều chỗ thì người ta miễn ship, thì các chị có nghĩa là chị, các chị chỉ nghĩ đơn giản là em ơi cho em có miễn ship không. Tại vì là chắc là chị mua hàng em lần đầu tiên hay là chị không biết thôi. Đây chị này, quy 1 cho em. Các hình khác nhau luôn ạ. Đây các chị yêu này, nhìn cái make của nó này. Nó chắc chắn luôn ạ, nhà em làm một loại chất và không có loại chất thứ hai đâu các chị yêu. Được chưa ạ? Nhìn cho em ạ, dòng mark 2 cho em này. Được chưa ạ? Toàn bộ nó là dòng 2 mark. Quần đúng rồi, quần mẫu mặc đây này. Đâu rồi? Đi đâu rồi? Em quay sau em chỉnh, mà em chỉnh nó đi đâu mất rồi. Trốn bắt đứng đâu đây, không nói gì đây nhá. Nó là hình y như quần mẫu như mặc, nhưng mà nó có các hình khác nhau. Đấy, quần mẫu mặc là hình chữ U này. Còn đây là hình chữ Celine. Đây là hình chữ Celine này. Đây là hình chữ Chanel ạ. Rồi, mới nhận hai quần quy 1 siêu đẹp luôn, em cảm ơn chị ạ. Quần này các chị ơi giặt thoải mái, không bị cắn chỉ, không bị là giãn. Đấy chị ạ, nó co giãn 4 chiều nhưng không bị cắn chỉ như cái dòng chất mà cốt tông mỏng. Cốt tông mỏng ấy nó sẽ hay bị cắn chỉ. Em bán đúng cái ngày đầu tiên em bán hàng ấy, em không biết chất mà. Em cứ tham rẻ, em nhập cái lô quần mà em thề luôn là khách hàng mặc vào, có nghĩa là mặc lần đầu tiên về tự dưng là cái đúng quần này. Cái đúng quần tự dưng nó khắc bị cắn cái lỗ li ti ấy, nó bị cắn chỉ ra ấy. Xong em thế bảo lần sau em không bao giờ em lấy cái chất như thế nữa. Đúng một lần là ngày em mới bán hàng, em mới tật tành bán hàng thôi. Thì đi lấy hàng thì không biết mà. Để chị cứ nghĩ là rẻ là khách hàng thích, nhưng mà thực sự luôn là bán hàng như thế là mất khách. Cho nên em chỉ làm một loại chất này thôi, là chất u mì nhá các chị yêu nhá, chất u mì. Đấy các chị cứ chọn size vừa, còn cạp thì các chị cứ yên tâm luôn ạ. Toàn hình cạp 4 hình là 4 hình mới nhất. 4 hình mới nhất thôi nhá các chị yêu nhá. Tại vì quần này em không còn nhiều, lần này hàng nó về lâu lắm. Lần này hàng về lâu, quần đùi trắng em mặc hết hàng rồi chị ơi. Có mỗi quần mồi các bác cứ hỏi. Bây giờ em lên các chị một cái mã quần công sở nữa nhá. Công sở lẻ sai rồi. Quần công sở bây giờ lẻ sai. Hai mã đấy là đủ sai rồi. Bây giờ là thế này đi. Bây giờ nó có mấy cái mã lẻ sai thì em dồn cho các chị một mã. Chọn sai vừa được. Tùy thôi, bây giờ các chị chọn được cái hình đấy thì các chị được giá nó cao hơn một tí. Còn chị nào mà không chọn hình đi, các chị cứ chọn cho em được cái size vừa thôi thì giá nó rẻ hơn. Đấy, cái hình kia để không biết bao giờ xưởng nó mới trả hàng đi. Giờ đấy, còn mỗi size S với XL chẳng hạn, thì bây giờ các chị chọn được size vừa thôi. Nhờ? Mà thôi, không chơi thế đấy. Em đang đợi bù hàng ấy. Thôi lấy cho em phông có cổ đi. Các chị có chị đợi em từ lúc đôi phông có cổ từ đầu đến giờ. Rồi, đây phông có cổ đây. Có trộn nào? Đây này đang hỏi này. Có trộn không hay này? Bây giờ nhá, thôi trộn nhá. Hôm nay hết mình các bác luôn ạ. Cạp nó là cạp chun mà chị nó thoải mái lắm. Các chị sơ vin được, tại vì là tất cả nó là cạp, là cạp để các chị sơ vin ý. Đây, tất cả những cái hàng mắc đen này nhá, em đang đợi về bù hàng mà nó lâu quá. Em đợi về hàng bù nhưng mà nó lâu quá các bác ạ. Hả? Đấy, bốc lên cho em với. Bây giờ các chị chọn màu, chọn size vừa nhá. Còn kiểu thì các chị cứ hoan hỉ cho em cái kiểu của nó đi. Em về được có 3 kiểu thôi. Đây ạ, cho các chị xem này. Toàn bộ dòng mắc đen. Chị nào đã mua dòng mắc đen thì các chị biết. Để chị ạ, mã này các chị comment cho em là mã gì nhỉ? Xả bao nhiêu đây?
18, xả 19 à? Xả 19 nhá. Đây nữa này. Xả 19 cho em. Thực sự luôn các bác, em mặc thử cho các chị xem một cái nhá. Chọn màu, bây giờ em sẽ có là màu vàng, màu đen, màu đỏ, màu trắng, bốn màu. Vàng, đen, đỏ, trắng ạ. Xanh thì em chỉ còn 3-4 chiếc thôi. Đây này, ở bên ngoài đây là cái mẫu này bên ngoài này. Không, không phải cái đấy. Đây này, mẫu bên này đi. Toàn bộ hàng dòng hàng cao cấp cho em như này. Mã xả 19 ạ. Xả 19 và lên số điện thoại cho em. Đây các bác ơi. Xả 19 ạ. Chọn size vừa nhé các bác nhé. Chọn size vừa, chọn màu, không chọn kiểu. 125.000 một áo. Đúng ngày hôm nay thôi là toang luôn ạ. Quần Q1 là 100.000 chị Hành Tuấn nhá. Mã hàng lên đơn chứ là xả 19 ạ. Nó có các hình khác nhau. Ở kia kìa chị à. Huế đứng ở sau dơ cho các chị xem các hình để các chị nhìn đấy. Ok chưa ạ, xả 19 không có cổ, dòng cao cấp cho em. Xả 19 lên đơn ạ. Form với các chị tầm khoảng là dưới 60 cân đổ về. 40 đến 60 cân. Đấy chưa ạ. Còn mẫu Paka nhà em nhiều lắm chị ơi. Thì em mới đang bảo là em xả mẫu lẻ đi để em về mã Paka mà chị. Đây nha các bác nhá. Xả 19 ạ. Xả 19 lên số điện thoại cho em 125.000. Đây màu trắng này như bạn em mặc cái này. Đây màu khác à? Mặc mắc đen nhá. Về các chị lưu ý cho em ạ. Những cái dòng mắc này là 125.000 này. Chị cứ chọn size, chọn màu. Các chị cứ chọn màu, chọn size vừa cho em. Chọn màu, chọn size vừa. Tại vì là tất cả cái hình này, toàn bộ những cái hình em đang đặt hàng đấy, mà giá thị trường đang là 200 mấy 300 nghìn một cái đấy. Hơn 200 nghìn đến 300 nghìn một cái. Dao động từ khoảng là 230 đến 280, 300. Các chị lên đơn hàng cho là xả 19 125 nghìn. Để chạm 125 nghìn đồng. Em có 2 size ML. Em có 2 size ML đấy. Các chị cứ từ 40 cân đến 60 cân cho em. 40 đến 60 cân các chị lên đơn hàng ạ. Vàng, đen, đỏ, trắng, xanh. Vàng đen đỏ trắng xanh cho em 125.000 đồng một áo. Các bác hoan hỉ cho em cái kiểu nhá. Còn cái màu các chị chọn được, các chị chọn được màu, các chị chọn được size vừa. Đó, chọn được màu, chọn size vừa cho em ạ. Chất phông cốt tông lạnh. Chất cốt tông lạnh chị Hồng Trần ơi. Rồi ôi các chị đã quá quen thuộc với những cái dòng này nhé, em đang bán rồi. Bây giờ không chọn được cái màu đen mà nhân viên em cầm đâu chị ơi. Bây giờ ngày mai các bạn nhân viên đi làm thì các bạn sẽ không biết được là tối hôm qua em mặc mẫu nào. Bây giờ em sẽ nói luôn quan điểm trên live stream như này. Tại vì là em đã xả cái giá như này rồi thì các chị chỉ chọn được kiểu. À quên, các chị chỉ chọn được màu thôi. Các chị chỉ chọn được size vừa thôi. Còn kiểu thì có thể là màu đỏ nó kiểu như này này. Được chưa ạ? Có thể là màu đỏ kiểu như này này. Có thể là màu đỏ kiểu như này. Hoặc này. Là có thể là màu đỏ nó kiểu như này. Nó sẽ có 3-4 kiểu khác nhau các bác nhá. Xả 19 cho em ạ. Màu trắng này. Đen Việt. Đen Việt cái hàng này hàng khác, hàng quý ao khác. Nào nói là hàng mắc đen cơ mà. Đã bảo là em bán cho các chị dòng mắc đen này chưa bao giờ em bán 125.000. Được chưa ạ? Chưa bao giờ em bán xuống đến giá 125.000 đồng các chị yêu đâu. Được chưa ạ? 125.000 đúng ngày hôm nay thôi là hết. Đấy, hàng chuyến sau về nó đủ màu đủ size. Đấy thì nó sẽ có giá khác nhá các chị yêu. Nó sẽ có giá khác chứ không có giá này nữa các chị này. Đấy chị ạ, nó sẽ có thể là chữ viền Gucci cho em như này ạ. Xả 19 cho em. Các chị nhanh còn có hàng ấy, thực sự luôn ạ. Tại vì em đã xả ra đây nó quá rẻ luôn rồi. Đấy các chị nhá, xả 19 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em 125.000 đồng ạ. Cũng 125.000 đồng, các bác chọn size vừa, chọn màu cho em. Đấy, chọn size vừa, chọn màu cho em như này. Để trận nó lẻ hết rồi các chị này. Nó lẻ hết ra như này cho em ạ. Bây giờ em dán này là giá tặng nốt nha các chị nhá. 125.000 chứ không phải là hàng kiểu hàng phong, kiểu chất bo zip, chất rẻ đâu các chị yêu. Để chẳng không phải là hàng chất rẻ nhá. Toàn bộ của nó là dòng trên 200.000 hết. Quảng Bình nhá, Quảng Bình vẫn ship được sao mà. Nha các chị này. Nhìn cho em một con áo phong này. Để chẳng em còn đang đợi hàng về. Nhưng đợt này hàng nó về lâu quá. Đấy, bây giờ hiện tại là còn tay nào thì em bán cho các chị size đấy thôi. Kiểu nào cũng đẹp mà, đúng rồi chị ơi. Em nói chung là em cũng phải là em là người và phải chọn cho các chị những cái kiểu mà nó dễ mặc nhất, kiểu đẹp nhất. Tại vì là các chị mua 1-2 cái nhưng mà khi mà em đã chọn những cái kiểu nó xấu ấy thì em tồn cả lô cơ. Cho nên là các chị yên tâm luôn, em chọn các chị toàn mẫu đẹp. Sao cái áo đen hàng quy áo bỏ hết à, thế à chị? Nó bị sót một cái, 1-2 cái ở cái hàng trong mẫu thôi. Nó sót 1-2 chiếc ở cái hàng treo mẫu chị ạ. Chị nào thích cái đấy? Chị thì chị thích cái đấy à? Ngày mai bảo nó lấy cho. Chị ạ, xả 19 nhá các chị nhá. Xả 19 cho em 120 tiền. 125.000. Em cắm cái sạc vào, sập nguồn bây giờ. Cái này vẫn đã sập được nguồn. Thôi chị. Cứ cắm vào. Dòng quy ao rẻ hơn là cái hàng mắc đen. Quy ao rẻ hơn hàng mắc đen.
Đâu còn cái màu xanh không? Màu xanh còn đúng 2-3 chiếc thôi chị ạ. Bây giờ các chị chọn cho em đỏ, vàng, đen, trắng đi. Màu xanh chỉ còn đúng 3 cái thôi. Cái chạm xào 19 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Cho em một mã pha ca đi chị ơi. Và bên ngoài là vàng đậm chị ạ, không phải vàng chanh đâu mà lo. Toàn bộ là vàng đậm hết, không phải vàng chóe đâu. Trời ơi, cái hàng mắc đen này các chị không phải suy nghĩ luôn về cái màu của nó. Màu đẹp lắm, kể cả màu xanh nhá. Màu xanh của nó cũng màu xanh đậm đậm cho em, không phải là màu xanh lè, xanh lét đâu. Lên quần tiếp đi ạ. Thế thì cho em một cái mã paca đã. Rồi, đấy chị ạ, xào 19. Lên cái mã paca này trước. Paca này luôn nhá. Mẫu này có hai màu đúng không? Lên tiếp một con paca các bác luôn này. Mã này là 815. Mã này lên đơn hàng cho là 815 ạ. Áo em mặc có bán mà chị. Nó cũng là mã xà 19 đấy. Mai để chị cái đấy á. Cái Huyền vừa cầm cái hàng quy ao của mắt đen đâu. Quy ao mắt đen sai gì. Rồi, còn cái hàng quy ao, quy ao treo nguyên cho chị Quỳnh Trần gì đấy. Quỳnh Trần hay sao ấy. Rồi các bác này. Mai cho từ bóng ghi là chị Quỳnh Trần. Đi chưa? Đây cho cái bóng trắng này nào. Không ghi cái tờ giấy nhét ở trong này chị Quỳnh Trần. Trời ơi, cái hàng mắc đen thì các bác không lấy. Mắc đen nó đẹp lắm mà. Màu vàng bên ngoài đẹp lắm, nó không phải vàng chanh đúng rồi chị ơi. Nó không phải là vàng chóe đâu, nó không phải là cái màu vàng của cái hàng rẻ nhờ nhờ đâu. Đây các bác này, bác ca cho em. Đúng không? Mã này mã 815 đúng không? 815. 815. Màu nhỏ nhất à? Mỗi thợ bị rộng à? Rồi các chị này, áo không bằng rộng rộng tí cho đẹp chị ạ. Bằng ôm sát quá nó xấu. Thì chẳng cái gì ôm sát, mà áo giữ nhiệt thì ôm sát chứ áo không thì các chị mặc rộng rãi thoải mái một tí vẫn ok mà chị. Đây ạ. Lên cho em mã này là mã gì nhỉ? 815 nhá các chị nhá. 815 cho em ạ, 450.000 đồng một áo. 450.000. Dáng này dáng vừa nhá các chị nhá. Nhá dáng trùm mông cho em ạ chứ không phải dáng dài. Không phải dáng dài ạ, mã 815. 815 cho em 450.000. Em có 3 size ML, XL. Cái dáng này chị nào thấp thấp ý, cao mặc được, thấp mặc được. Mà nhất là chị nào mà người thấp với các chị chọn mẫu này cho em. Đấy, paca cho em 450 ạ. 450 một áo ạ. 4 cái đủ màu, size 60 cân nha shop. Rồi ok chị xíu xíu. Chị comment đúng theo mã hàng cho em với. Chị Hoàng Lương có ạ. Chị Dương Tình. Đây nhá, đấy là em cho cái bạn mẫu này 1m50. À 1m55 nhá. Đấy, bạn ấy thử mặc của em, đây là em cô em nó sang nó làm hộ thôi. Thì không phải là mẫu miết gì đâu. Bạn ấy bao nhiêu cân? Huyền bao nhiêu cân? 51 cân, cao 1m55. Các chị bảo em mặc cái gì chả đẹp, nhưng đây, em cho bạn ấy mặc thử luôn. Chứ không phải là các chị bảo là em mặc mẫu thì em mặc cái gì chả đẹp đúng không? Cho bạn ấy mặc luôn. 1m55 mà nặng hẳn năm mấy cân, 51 cân đúng không? Đấy, bạn mặc size S được. Cái form như em các chị ơi dễ mặc lắm. Phong ngắn em có. Bác ca mã này là comment là 815 đi. Cái Huyền nó mặc quần đen, nó mặc áo đen để nhìn trông nó không được nổi. Các chị phải mặc quần sóc. Mã này các chị mặc với lại quần sóc da, sóc dạ rồi ạ. Áo ngực đen em mà không có bán chị ơi hết rồi. Đây các chị này. Mã này túi chéo cho em ạ. Lên đơn hàng cho là 815 nhá. 815 cho em ạ, 450.000 một áo. Trời ơi, cái mã này trong vụ rẻ nhất cũng là hơn 700. Để chị ạ, gần 800.000. Bây giờ em tặng các chị mức giá là 450.000 đồng. Paca các chị ơi lót tháo lông mũ cho em được. Cái lông mũ này tháo rồi đã được cho em ạ. Không có bán chị Thơ Nguyễn ơi. Nóng, mặc vào nó ấm mà. Trời ơi, cái áo này mặc mùa rét thì ai mặc mùa nóng mà kêu nóng. Không phải là nhân viên của em, đây là em cô em chồng. Em cô chồng giặc bên ngô. Đấy, giặc bên ngô em cô chồng nhưng không phải là nhân viên của em. Đấy, hôm nay nó nhờ nó sang để nó hộ thôi. Áo gió hôm qua không được gọi điện chị Lê Thị Cúc, đặt mã nào chị ơi? Chị Dương Tình nhá. Đấy mã này là ôi giời, cái linh nó 60 mấy cân cơ mà, 65 cân cơ mà. 65 cân, cao mét. To cao đen hôi. Hôi lắm. To cao đen hôi. Nó này thêm lại này nó giận chết. Ngày mai nó nghỉ. Đây ạ, mã này các chị có phải là 815 nhá. 815 cho em là 450.000 ạ. Đây này mặc màu đen size M này. Đấy, đen size M đây, ML, XL 3 size các chị dưới 65 đấy, cân ạ. 45 cân đến 65 cân. Đấy, từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. 450.000 rẻ. Chứ năm nào rẻ, bác can rẻ năm nay luôn. Nó có nhiều loại lắm chị ạ. Chị Trí Đông chút xào 19 trắng size M. Cái gì? Đứng lùi ra ngoài.
ngoài chị xem rồi. Đứng lùi ra ngoài cho các chị xem. Cái Linh nó bắt nạt chị á? Chị quát bảo vệ em đi chị. Em cao có 1m55 thôi chị ạ. Mặc quần sắt. Các chị đều thấp thấp để mặc cái này ok. Đây là em chồng em. Em cô. Chứ không phải nhân viên. Lòng hoàng nó chửi rồi đấy. Nóng lắm. Bác cam bây giờ mọc thì chả nóng. Mặc lúc nào rét thì nó bị ấm chứ. Thì chị ạ, mã này các chị yêu lên cho là mã bao nhiêu nhỉ? 815 đúng không? 815 ạ. 815 mà lên số điện thoại. Để chị ạ, 450. Các chị nhìn cái lớp lông của nó bên trong này, nó mướt mượt mượt luôn nhá. Để chị ạ, hàng cao cấp các chị nhìn nó khác hẳn luôn. Để chị ạ, nhìn cái lông của nó này. 811 lên, à quên 815. À không, em đang lên rồi chị ơi. 815, các chị nào có eo nhỏ eo to các chị rút cái dây eo cho em thoải mái nhá. Để chạm 815 cách số điện thoại ạ. Chị ơi, cái mã áo không ơi. Với lại áo không ở trong kia hôm nay chị bỏ hết ra đây cho em với. Để mai còn để chỗ để hàng, không có, không có chỗ để đâu. Đây 815 này. Đấy, cái áo mà trông hơi chị bốc hết đây cho em với. Bốc mã lên. Bây giờ lên hết rồi. Đâu? Quanh chứ bây giờ cái mã kẻ kẻ đã lên đâu? Cãi à? Cái mã hàng vằn vằn các kiểu kìa. Ừ. Thì lên lên được 4 mã. Lên được có 4, 4, 5 mã rồi kìa. 5 mã, 5 mã. Còn. 454. Bê bê. Bê bê bán rồi. Chấm bi rồi, cái kẻ kìa. Cái kẻ ô kìa. Cái kẻ đấy chưa bán này. Đây. Lên tiếp không không cổ à, rồi đợi em tí nhá. Màu đen mà không có bán chị ơi. Quần quần vừa mặc xong là quần Q1 cho chị Nguyễn Ngân nhá. Đây cho các chị này. Trời ơi, nó dày dã man mà chất của nó chất kaki nhá các chị nhá, chứ không phải chất phao đâu. Chất phao là hàng của nó sẽ rẻ hơn. Đây chất kaki nó hàng đẹp như này mà các chị này, giá có 450 một áo. Bình thường các chị mua giá nhập vào, cái giá nhập vào của con Paka này không có được giá này luôn ạ. Các chị nhìn cho em cái lông mũ này. Bao phê luôn. Chạm 450. Các chị lấy lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? 815 các chị nhá, 815 một cái số điện thoại cho em. Paka. Quần sót trắng em mặc không còn đấy các chị này. Tiếp theo các chị một cái dòng áo thun hơi. Mã này còn ít. Để xem bọn em xem nó còn những cái size gì với. Từ L đến A. Từ L đến gì? Đến 2X. Từ L đến 2X à? Xem có đến 2X không? Có mà. Đủ size, từ L đến 2X đủ size. Từ L đến 2XL đủ size. Từ khoảng là 45 cân nhá, đến 70 cân. 45 cân đến 70 cân đổ với em chút đơn ạ. Mã này các chị comment là xả 20 ạ. Xả 20 và kèm số điện thoại ạ. Quần tiếp ạ. Paka chị Lương Thuận comment cho là 815 là cái mã em vừa mặc xong trên live nhá chị nhá. Chị comment Paka nhà em có đến 10 mã Paka cơ, không phải có một mã đâu. Chị comment như thế là ngày mai không chốt được đơn ạ. Chị Nguyễn Ngân có đơn hàng ạ. Áo các chị này, nhà em ở Tuyên Quang, chị Đỗ Thương ơi. Tuyên Quang, Tuyên Quang. Miền gái đẹp. Cam sành và nghiện và cái đẹp chị ạ. Đây các chị này, mã này các chị lên cho em là 8, à quên xả 20 nhá. Xả 20 có size 70 cân, 45 cân đến 70 cân là áo thổ thông hơi ạ. Chị Lương Thuận rồi ok em chốt đơn ạ. À đấy còn mỗi hai cái thôi. Trêu em à? Chị Đinh Thị Huế rồi, ok ạ. Chuyện Nguyễn Đức Lợi có nhá. Trần Phương, chị ơi chị đưa cọc cho em với. Đưa cọc cho em xem cái mũ này còn nhiều không. Bốc ra đây xem nào. Đây các chị này. Từ lúc nãy các chị cứ bảo em ơi lên tiếp đi mà em quên mất đấy. Cái mã này thì nói chung là cái dòng này em còn sót ít thôi. Hàng thổ thông hơi cho em ạ. Phong các chị dưới 70 cân nhá. 45 đến 70 cân đổ về. Các chị lên đơn hàng cho là xả 20 ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn áo này. Để chạm bao phê luôn ạ, nó sẽ có lỗ thông hơi li ti này các chị yêu. Nó là dòng áo thổ ạ. Áo thổ các chị mua ngoại trường cũng không có nào dưới 300 nghìn rồi các chị yêu nhá. Không dưới 300 nghìn. Em tặng các chị ngày hôm nay mức giá là 129 nghìn đồng một áo. Để chạm 129 nghìn. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Chị Vi Hằng rồi ok luôn, các chị cứ lên mã hàng đi. Ngày mai như vậy thì em gọi chốt đơn nhá. Chị Thái Hương rồi ok luôn ạ. Mã hàng cho các chị lên đơn hàng cho em là xả 20 ạ, xả 20 và cách số điện thoại ạ. Xả 20 và cách số điện thoại cho em 129.000 đồng một áo. Em bao giá bao chất luôn. Để chị nhận hàng, các chị bóc hàng kiểm tra hàng cho em ạ. Nói chung là các chị cứ
cứ xem là khách hàng đã mua rồi các chị phản hồi nhá. Lên áo có hình con cá, con cá trước ngực đi em, đó là cái gì? Có hình con có hình con cá là cái áo crop top chị ơi. Áo crop top hình con cá. Đây này. Rồi đợi em tí. Các chị nhớ bạn đấy nhở, đúng không? Chị yêu Nguyễn ạ. Con này 129.000. Tìm con xem ở đó mặc. Em ơi, mặc cái áo này nó nhẹ tinh tinh luôn các chị ạ. Hơn 300.000 đợt trước, còn bây giờ xả có 129.000. Các chị chủ, chị giao cái hàng này cho em, chị còn đang buồn. Chị bảo là em ơi, áo của chị đẹp mà sao em bán rẻ thế? Em bán rẻ quá, em bán quá rẻ luôn. Chị còn buồn đời, chị bảo em thế. Em bảo chị ơi, nhà em không bán được đắt đâu. Em chỉ bán giá tầm tầm này thôi. Được chưa ạ? Kể có đẹp đến mấy, có cả 400-500 nghìn em chỉ bán hơn 100 nghìn thôi. Được chưa ạ? Chồng chị bảo chè Thái Ái Quyên là ngon và đẹp lắm. Đã, chồng chị thử chưa? Chị Tiên Lưu ơi, chị hỏi chồng chị thế nào? Chị Nguyễn Hương rồi, ok ạ, chị Vân Lê chốt đơn nhá. Món này các chị lên đơn hàng cho em ạ, xả 20, xả 20 đúng không? Xả 20 cho em 129.000. Các bác bật cái con áo này mặc này. Eo ơi, nó nhẹ tây mà đá nó không bị bong nhá các chị nhá. Đá không bị bong. Các chị nhìn áo này, nhìn tag mark cho em này, dòng cao cấp cho em. Hôm nay khách hàng cứ lấy 3, 4, 5 cái một chứ không chị nào lấy một cái. Ít khi có thấy chị lấy 2 cái, cứ dồn 3 cái, 4 cái, 5 cái một đi đơn. Những con áo này các chị này, đấy chị ạ, xả 20, dòng cao cấp cho em nhé các chị nhé. Dòng cao cấp em có từ size L đến 1X2XL, các chị dưới 70 cân em chốt đơn, co giãn nhé các chị yêu. Đấy chị ạ, chất này chất tông hơi các chị mặc là nó nhẹ như không mặc gì. Nhẹ nhưng không mặc gì luôn ạ. Dồn đơn hai áo chị xíu xíu có ạ. Chị Vũ, nữ Vũ Thị rồi, ok em chốt đơn. Nói chung là lô này trước em về của nó là 1.400 áo. Bây giờ nó còn dạo sót một mỗi mẫu nữa. Em còn ít thôi. Nhìn chưa. Ôi xa. Làm sao thế? Tay hôm nay về có cầm vào cái gì không? Không có. Đây này, nó mắc cái này nó khi cầm nó chả nó cho sát vào này. Chồng chị trước đi tuyên quang mãi à? Thế thì dễ lắm, dễ thử rồi lắm. Có khi thử rồi cũng nên đấy chứ nhở? Thì mới biết là ngon. Thử rồi biết là ngon hay không như lại. Chị Nguyên Bùi ạ, chờ quần lên quần tiếp không loan, đang chốt dở. Chị xem một em xem cái mã nào nó còn đủ size để em lên luôn với. Cho khách chốt một thể. Đây tiếp áo đây, chị nào thích cá em lên cá luôn nhá. Em bị rơi cái sạc. Thế nóng mai vậy. Thổ thông hơi xả 20, 129.000. Sumo vân vân rồi, ok. Ui cái này. Cái này thì đây các chị này. Tiếp theo ạ, xả 21 này. Xả 21 và kèm số điện thoại cho em. Bây giờ còn nó lên nó nhẹ. Đây này, ở trong cái mã này em nghĩ là chắc nó vẫn đủ size chứ. Không, mã đấy nó lên đấy này. Lên rồi ạ. Vâng. Nên rồi chị phải bỏ ra chứ. Thế em biết là nó còn cái gì chứ. Máy nóng quá này. Thấy không? Các chị ngắm kỹ xả 20 nhá. Để chị ạ, nó là thực ra nó là kẻ của Burberry đấy. Kẻ của Burberry cho em rất là đẹp. Xả 20. Thổ thông hơi ạ, thổ thông hơi cho em ạ. Trương Thị Hồng có, chị Nguyên Bùi rồi, ok em chốt đơn nhá. Các chị đổi mã thoải mái. Mấy size, mấy size? SML à? Thôi nhá, em qua mẫu này. Đợi em một tí, em đang tìm cái mã quần nào nó có đủ size thì em mới lên. Còn lẻ size thì em sẽ không lên nữa. Mã này là xả 21 cho em. Đây, áo cá đây. Áo cá cho em hàng mắc đen nhá các chị nhá. Áo cá của hàng mắc đen cho em ạ. Xả 21 ạ. Các chị nhìn áo này. Để chặn lê tê phê luôn các chị bóc này. Em đặt hàng nay em coi nữa. Mai chị gọi chốt đơn cho em nha. Không là hôm qua đặt hàng á. Hôm qua đặt hàng đấy mà chốt đơn đi đơn rồi. Còn chưa thấy gọi chốt là chưa có đơn chị nhá. Chị Quỳnh Hoàng rồi. Tiết Lưu có đơn ạ. Con này xả 21 dưới 60 cân nhà em có size vừa. Tem có đang có màu vàng các chị này. Dòng mắc đen hàng có lốp tốp cho em. Lốp tốp nhưng mà anh em là tốp của nó tốp vừa. Không phải ngắn quá đâu. Các chị nhìn form này. Đấy chị ạ, không phải dòng ngắn quá. Các chị lấy chốt đơn lên đơn cho em là xả 21 và kèm số điện thoại cho em. Xả 21 ạ. Đây ạ. Xả 21. Hiện tại, đây lấy dây lưng đi. Em đang có màu vàng này.
Em đang có màu đen này, từ từ em báo giá đã. Bình tĩnh. Em theo hôm nay nếu mà còn em báo cho các chị bao nhiêu tiền. Còn ít à? Đây trắng đây, trắng vàng đủ size này. Trắng người đang mặc cái này. Trắng vàng đủ size các bác này. Để chị ạ, size 21 cho em màu trắng, size 21 màu vàng này. Màu đen này. Đấy. Màu nâu, nâu em còn đúng một chiếc thôi nhá. Nâu em còn đúng một cái. 119.000. Để chị ạ, hôm nay em tặng nốt khách hàng em là 119.000 đồng. Ok chưa ạ? Xả 21 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Nâu còn đúng một chiếc, các chị từ khoảng là 54-60 cân. Còn các mẫu khác thì em còn sang các chị 40-60 cân ạ. 40 cân đến 60 cân, các chị lên đơn cho em ạ. 40-60 cân nhá, 2 size ML. Quần cô mặc là mã bao nhiêu đấy? 268. Mã 268 đúng không? Quần này là mã size 268. Đủ ML, cái này nó có dây lưng rồi các chị ạ. Quần này có dây lưng 51, 5 cân, 5, 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 cô mặc size S nhưng mà người ta toàn mặc size M ấy. Eo cô loe tí đấy. Đây nha, quần cô mặc là 268. Huyền mặc size S được, size M rộng eo đẹp. Rồi ạ, quần này là mã 268, còn em mặc là mã xả 21 ạ. Xả 21 em có đủ màu. Riêng màu nâu thì em còn nguyên size L thôi, còn các màu khác em còn size M và size L. Các chị 40-60 cân. Còn quần này là mã 268 nhé các chị nhé. Quần công sở mã 268. Em tặng các chị nốt là 119.000 một quần. Để chị ạ, có dây lưng kèm theo. Còn xa các chị đến 57 cân, 40 đến 57 cân đổ về em chốt đơn. Các chị coi này là quần này là mã 268 ạ. 268 mà kèm số điện thoại, quần công sở nhé các chị yêu. Đây này, đứng ra xa các chị nhìn cái form dáng của nó ấy. Đấy, quần mã 268. Đây bạn này 1m55 đấy. 1m55 à. Các chị ơi, những cái dáng baggy này thì nó sẽ không dài quá, nó sẽ trên mắt cả chân hết ạ. Áo em mặc là xả 21, còn quần là mã 268 nhá. Quần bạn mẫu mặc là 268. Có nâu với đen ạ. Có hai màu nâu đen. Có áo màu xanh, không, màu xanh áo em mặc em hết rồi. Quần hao xeo 8 em có S, M, L, XL. Để chạy S, M, L, XL. Các chị cứ từ 40 cân đến 57 cân các chị chốt vừa quần. Còn áo các chị dưới 60 cân cho em. Áo từ 60 cân các chị nhìn cho em quần này. Được chưa? Em vẫn còn đủ size, những cái mã nào đủ size em lên. Còn những cái mã nào lẻ size thì em đang đợi về đủ hàng thì em mới lên được. Tại vì lẻ size nó rất là ngại bán luôn ý. Em cho các chị xem cái tông màu nâu của nó xem gần nhé các chị nhé. Sắc nét lắm luôn, 119.000 đồng một quần. Để chưa, em tặng luôn các chị yêu là 119.000 đồng. Mã quần là 268 ạ. Hôm trước về hết veo. Đấy, bây giờ các chị đừng chọn cho em size. Bây giờ các chị chỉ chọn màu thôi. Chọn size, à quên. Chọn màu và để lại số điện thoại thôi. Mã hàng kèm theo màu số điện thoại cho em. Ngày mai thì các bạn nhân viên thì em sẽ tư vấn cho các chị về chọn size vừa. Tại vì là mỗi cái form quần của nó sẽ có cái form khác nhau. Chứ không phải là form nó như nhau hết. Đây các chị ạ, nhìn cho em ạ, đường kim mũi chỉ sắc nét nhé các chị nhá. Để chị ạ, 268 lên đơn. Màu nâu với màu đen, nâu của em đã nâu đậm đấy các chị nhá. Không phải nâu sáng đâu, nâu đậm cho em. Các chị mặc nó dễ, rất là dễ phối đồ. Hai màu này là hai màu truyền thống và cơ bản nhất luôn ạ. Đấy, những cái màu xanh này, màu vàng bò này, màu trắng này thì các chị rất là khó phối đồ. Nhưng riêng màu nâu, màu đen các chị mặc nó rất là dễ. Đấy, có thể mặc với tất cả các loại màu áo ấy. Được chưa ạ? Mã 268 các chị nhìn quần cho em ạ. Quần 268 các chị này. Quần chữ D bây giờ em chỉ còn S với XL thôi chị ạ. Hết sạch sành xanh. Không còn. Đấy, S với XL quần chữ D thôi. Quần 268 các bác nhá. 268 các chị yêu mình lên đơn. Em có nâu với đen. Được chị ạ, nâu với đen 119.000 đồng trong ngày hôm nay. Còn lần sau về thì số lượng nó nhiều hơn. Và nó sẽ có là các mẫu nó đủ thì em sẽ bán các chị là mức giá nó sẽ cao hơn một chút. Còn bây giờ là giá lẻ giá xả nhé các chị nhá. Pho xanh dương, chị Trinh Đào cho em số điện thoại với Trần Hương, có Hải Linh Trần, có Trần Phương. Rồi ok, chốt đơn, quần này còn nhiều chị. Quần này có dây lưng nhé các chị nhá. Tất cả đều có tặng kèm dây lưng. Tất cả quần mã 268 đều có tặng kèm dây lưng các chị ạ. Hai màu nâu đen. Áo các chị này, áo là mã xả 21 đúng không? Áo là mã xả 21. Là áo em mặc nó sẽ có vàng, đen, trắng. Vàng, đen, trắng. Nâu còn đúng một chiếc. Lâu còn đúng một chiếc. Có đủ size đấy mà là. Chị Hoa ơi, cái áo không có cổ mà cái hàng mà túi zip đi thì mình còn không? À, tối qua em thấy để thế nào nhá. Để chỗ nào? Còn nó lộn xộn ăn lộn số. Các chị cứ lấy một đôi quần của 268 đi, chị nào vừa các chị cứ làm đôi ba cái mà mặc. 1m50 mà không dài đâu chị ạ, bình thường. 1m50 cùng lắm là mặc đến mắt cá chân hoặc chị dài qua mắt cá chân một tí. Đấy, tại vì cái dáng này là dáng vừa chị ạ. Bạn kia bạn cao 1m55 thì các chị nhìn áng chừng là các chị biết mà. Đây hàng túi zip đây nhá. Áo phông đây. Aloso treo ở trên kia có thế nào không? Đây tiếp sau không có cổ này. Huyền mặc cho chị một cái mẫu không có cổ lên phát.
Rồi xả 21 các chị lấy nhá. Màu nâu thì em chỉ có một chiếc thôi, còn đa số là còn màu vàng với lại màu trắng. Thôi đừng mặc màu vàng, có màu vàng đâu. Lấy cái màu nào mà có số lượng nó nhiều nhiều lên. Đây này. Đây này nó có các hình Alonso luôn đi. Đây ạ, các chị nhìn cho em ạ, cái giống như zip này. Không có phải mát đá đâu. Nó là vào cũng có là hàng này luôn. Đừng cãi. Nó là tổng củ xả lộn xộn hết rồi. Sang hộ với cãi. 268. Đây tiếp theo một bộ áo không có cổ nữa. Các chị nhìn áo như em này. Nhà em không bán hàng linh tinh cho các chị đâu. Toàn bộ hàng Quảng Châu mà tất cả giá thị trường đang ở trên 200 nghìn. Không có cái nào dưới 200 nghìn như cái mã hàng này. Nhá, bây giờ em tặng các chị có 119 nghìn đồng. Để chạm săn nhanh còn kịp. Đẹp lắm, cái form nó đẹp. Nó không crop top, gọi là crop top nhưng mà cái giá này nó không dài quá, nó không ngắn quá. Thấy chưa? Đây. Không có cổ đây ạ. Mã này các chị comment cho là xả 22. Bây giờ là tổng hợp tất cả các mẫu của cái hàng túi zip này. Ở kia có màu vàng này, ở hồng kìa. Bây giờ đa số là còn trắng đỏ đúng không? Đa số bây giờ em còn màu trắng màu đỏ. Mã hàng cho là xả 22 ạ. Xả 22 và kèm số điện thoại cho em, không có cổ nhá. Em sẽ có size các chị tầm 62, 63 cân đổ về. Các chị trên 40 cân đổ lên ạ. 40 cân đến 62, 63 cân đổ về em chốt đơn. Đây các chị này. Để chạm mã hàng các chị comment là xả 22. 125 nghìn đồng một áo ạ. Hồng còn một cái. 125. Hồng còn đúng một cái thôi. Mai ai chọn hồng. Các chị này. Để chạm nó sẽ có là các hình khác nhau nhá. Cái logo ấy, hồng em còn đúng một chiếc thôi. Này. Hồng còn một chiếc, xanh còn một chiếc. Còn đâu là còn đỏ với lại là vàng thôi. À đỏ với trắng thôi ạ. Còn đỏ với trắng. Em mặc size M các chị này. Em có hai size là size M và size L. Các chị trên 40 cân đến tầm khoảng 62, 63 cân đổ về Nghệ An em chưa ship được hàng đâu chị ơi. Để chạm 125 nghìn đồng một áo. Các chị này. Hàng từ zip hàng cao cấp cho em. Để cho em tặng các chị giá là 125. Hai size các chị nhá. Có thể là cái hình em mặc nó là họa tiết như này, nhưng mà có thể là nó sẽ là hình nó khác hơn một chút. Để chắc nó sẽ khác nhau một cái logo. Nói chung là chất của nó vẫn như nhau, nó chỉ khác nhau cái logo thôi các chị này. Để các chị đốt là 125 nghìn. Để chạm 125. Đấy, nói chung là tất cả những cái hình này để trước là hình em chọn viền hết rồi. Đấy, cái logo các chị nhau nhá. Nó chỉ khác nhau cái logo thôi. Cái logo với lại là cái viền cổ một chút. Chị nào lấy hai cái thì em cho các chị hai kiểu đúng chưa ạ? Ba cái, ba kiểu khác nhau. Đấy các chị này. Để chạm xả 22 ạ. Bán cho chị cái màu hồng, tất cả các màu chị có rồi à? Đây. Hồng có mỗi một cái thôi chị ạ. Hồng có mỗi cái này thôi chị ạ. Mã này là màu xả 22. Xả 22. Cách số điện thoại cho em 125.000 một áo. Chất của nó là chất cốt tông, hàng co giãn thoải mái. Để chạm hàng này của nó là hàng Quảng Châu, hàng đẹp nhá các chị nhá. Để chạm hàng xịn sò luôn các chị này. Em tặng các chị này. Đây các chị ơi, nó sẽ có cả viền Burberry như này cho em ạ. Để chạm nó có các hình khác nhau ấy, các logo khác nhau luôn ạ. Tổng củ xả luôn các chị là giá 125. Em không có size S đâu, hàng này nó đánh từ size M với size L. Nó sẽ đánh cả size M với size L ạ. Đây các chị này. Đẹp miên man luôn ạ, nó có các kiểu nha các chị nhá. Đấy, nó có các kiểu này, vương miện này. Để chạm 125.000 đồng. Crop top à, crop top mà ngắn hẳn thì em hết sạch rồi chị ạ. Em bán cái dáng đấy nó khó bán lắm. Tại vì là nhiều chị bụng to các chị không mặc được. Nhưng mà cái dáng mà tốt vừa ấy, chị bụng to bụng béo các chị mặc được hết. Mã này xả 22 cho em ạ. Xả 22 và kèm số điện thoại các bác nha. 125.000 đồng ạ. Rồi có cả màu vàng, nhưng màu vàng em còn sót. Có vài chiếc màu vàng như này thôi. Có màu vàng này các chị này. Có cả màu vàng luôn ạ. 125.000 đồng ạ. Xanh không biết là xanh gì chị ạ. Xanh là xanh M chị nhá. Xanh M chị bé nhá. Bé cute nhá. Đây ạ, vàng em còn một cái M một cái L như này. Đấy chạ, vàng còn 1M 1L. Là hết sạch cái xanh. Đây. Đó. Cô tê có lấy cái này thì lấy đi. Xanh M. 125. Xanh đẹp. Còn đúng một chiếc. Cô nói thế chị mình nghe thấy rồi. Thật chị bé cô tê phải là trước làm cây xăng nhỉ. Đúng rồi. Xiêm ấy. À xiêm. Mới đổi nick. Đổi lâu rồi, nick đổi lâu rồi đây. Rồi, em qua mẫu nha các chị nhá. Xả 22 ạ, xả 22 kèm số điện thoại ạ. Đẹp miên man luôn. Bây giờ chị ơi, thế thì em bảo nhá, kể cả bây giờ có lẻ size ấy, của cái quần công sở kìa, bây giờ nó còn size gì thì chị báo cho em luôn, để chị nào vừa các chị lấy quần công sở ấy. Để cho chữ nó D, bỏ chữ D ra đi mặc được không? Mà nó chữ còn D ấy, chữ D còn SXL ấy. Bao nhiêu xả hết, đợi hàng về đến bao giờ? Đợi hàng về không biết đến bao giờ. Bây giờ có size gì bán size đấy đi. Chữ D nó là mã gì vậy? Chữ D nó là mã cái
đây này. Chiều nay ta nhìn D nó là mã 571 à? Đây đây đây. Đi đi. Nữa, nó là cái hàng pre-out. Em có cả size M với size L luôn nhá. Đa số là còn size M thôi. Size M như cái form này không phải form nhỏ, form to đấy. Mã này xả 23. Để chạm xả 23 và kèm số điện thoại này. Xả 23 lên đơn hàng ạ. Đợi em tí nhá, để em tìm quần công sở. Tại vì là nó lộn xộn lắm các chị ạ. Đây ạ, mũ này xả 23 cho em. Đợi em tí, em lên quần công sở luôn mừng vào ngay bây giờ đấy ạ. Đây các chị yêu ạ, xả 23 cách số điện thoại cho em. 125.000. Em đang còn nguyên màu đen. Để chạm em đang còn nguyên màu đen. Các bạn nhìn áo này. Để chạm 125.000 đồng. Còn nguyên màu đen và còn nguyên size M thôi ạ. Còn nguyên size M. Đây. Còn nguyên size M thôi nhá các chị nhá. Đây quần chữ D bây giờ còn S vậy. Và size XL thôi. Còn size M với size L thì hiện tại em đang hết hàng. Đâu, màu đen, đen không? Quần này mã bao nhiêu? 569. 569 à? Quần chữ D là mã 569. Còn áo em mặc là xả 23 nhá chị nhá. Xả 23 cho em 125.000 một áo. Xả 23 125 cho em ạ. Còn mặc này chiếc các chị nào. Em còn một này cái thôi, 125.000. Quần chữ D là mã 569 đúng không? Ừ. Quần chữ D là mã 569, size S các chị tầm khoảng là dưới 50 cân đúng không? Size S tầm 48. Không, từ S dưới 50 cân cho em. Tùy từng người. S dưới 50 cân nói chung là tùy chiều cao cân nặng các chị nhá, tùy chiều cao cân nặng. 130.000 một quần. Để chạy cái hình chữ D này nó hot cực kỳ luôn, đang bị hết hàng, đang hết size. Bây giờ là các chị cứ hỏi thì em sẽ lên luôn. Đấy, còn hàng này em vẫn đang đợi về bù hàng các chị nhá. Đang đợi về bù hàng. Các chị comment mã này là mã gì ạ? 569. 569, màu đen cũng còn nguyên S với XL à chị Hóa? Đen S còn nhớ. Đen cũng thế rồi. Đen với nâu đều còn S với XL thôi ạ. Không còn size, size, size giữa nhá. Bây giờ nó còn size nhỏ nhất và size to nhất. Màu đen nó cũng vẫn còn size MN đấy. XL. Cái gì chị? Đen thì thường còn 1-2 cái size M. Đen còn S, M và XL. Còn màu nâu thì em còn size S và XL. Đấy, S thì các chị cứ dưới 50 cân. Còn XL các chị từ khoảng là 55 cân đến 58 cân. Được chưa ạ? XL từ 55 đến 58 cân ạ. Còn S các chị dưới 50 cân cho em. Các chị lên mã hàng cho là 569 ạ. Cũng là quần vải chị ơi, cũng là quần công sở cho em ạ. Nhưng mà cái mã này nó lên form nó đẹp lắm chị ạ. Em về không biết là chuyến này là chuyến thứ bao nhiêu rồi ý, mà bận hết. Bây giờ em đang lẻ sai. Đợt này hàng về trưởng xưởng nó trả lâu quá ấy. Cả to nhỉ? Không đấy, cả bản to cho em ạ. Cả bản to cho em như này các chị này. Lên dáng gọn lắm. Quần này không có size to à? Không còn chị ơi. XL là to nhất rồi. XL, nó chỉ được từ, XL từ 55 đến 58 cân thôi. Đến 58 cân các chị mà XL cho em ạ. Áo A hay à quên, áo là xả 23. Để chờ áo cốt tông cho em ạ. Áo phông cốt tông cho em xả 23, còn quần là 569. Quần 569 cho là 130. Chị Vân Nguyễn comment cho là quần 569 ạ. Mã 569 cho em ạ. 569 màu nâu và 569 cho em ạ. Tông màu đen. Lên form đẹp dã man luôn. Bảo sao mà nó nhanh hết thế. Để chị ạ, bảo sao mà nó nhanh hết thế các chị này. 569 cách số điện thoại. Cái tay các chị di chuyển được ra cho em. Để chị ạ, đây các chị này. Chị dò luôn đúng kèm trong mã hàng nhá. Áo em mặc là xả 23. Xả 23. Đây chị này, toàn bộ dòng phông cao cấp cho em 125.000. Quần phông sở còn hết mãi. Màu đen thì em còn size S, M, XL. Còn màu nâu thì em còn S với L các chị nhá. S à quen, S với XL. Chị Hoàng Lạng có, Nông Liễu có, Bún Lý có, chị Hải Dương rồi. Ok, chị nào vừa xét các bác làm luôn con này cho em ạ. Đâu còn mã nào nữa chị, quần phông sở. Huy này thay quần đi. Thay quần một mã quần phông sở đi. Xả 23. Tiếp theo bác nào lấy cũng xả 23 các chị lấy nhá các chị này. Toàn chất phông đẹp mà hàng phông ố cổ thì ô, quần nào gì hôm nay chị nhận rồi, form ok. Eo em thề luôn ạ, có nhiều chị nhận được xong là
các chị ở làm ở cơ quan, ở công ty rồi là các chị lại đồng nghiệp cứ nhờ mua hộ ấy. Thấy một người mặc đẹp xong là sau là các chị cứ nhờ nhau mua hộ ấy. Hết hàng cứ gọi là về xong là hết. Cứ bây giờ nó đang bị lẻ sai ấy chị. Xong rồi đợt này dịch giã này thì xưởng nó trả hàng lâu. Vậy em lên một cái mẫu này nữa nhá. Rồi trong thời gian chờ đợi, mùa chị Uông Mai lên số điện thoại lên mã hàng cho em nhá. Nghệ An chưa ship được hàng đâu bác ơi. Khổ tâm quá là nhiều chị muốn mua hàng mà lại không ấy được. Đấy chứ ạ, 125.000 đồng một áo này. Các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ, mã 569 ạ. 569 và kèm theo số điện thoại cho em. Tiếp theo con này là dáng crop top. Đây ạ, cái này em còn nguyên size L và em còn sót màu các chị nhá. Còn sót màu và em còn nguyên size L thôi. Mã này là xả 24 cho em ạ. Xả 24 em còn vàng đen. Ôi giời ơi, nó dán mã cho em ạ. Em biết đâu thì mã cũ. Thấy không, quần đây. Quần mã này là mã gì? 813. Đủ. Quần mã 813 đủ size không? Không. À, màu đen, đen thì đủ. Đen khuyết. À, màu nâu đủ, màu đen khuyết size L. Màu nâu đủ size của mã 813. Đưa cho em màu đen chị. Màu nâu đủ size nhá. Em sẽ mặc, thường là em mặc màu nâu trên live stream. Tại vì là màu nâu thì các chị nhìn nó sẽ rõ hơn. Nhìn rõ từng cái họa tiết. Đen đủ size nhưng mà còn ít nhá các chị nhá. Được chưa ạ? Mã này các chị yêu em còn mấy chiếc màu đen thôi. Còn đâu là còn màu nâu. Tại vì màu nâu em là số lượng nó nhiều hơn. Nói chung là cái mã này gần như đủ hết. Mã này màu nâu em là số lượng nó nhiều hơn này. Hàng này hàng về đợt đầu tiên ấy. Hàng về đợt đầu tiên các chị nhìn cho em cái khuy này. Cái này không cần phải dây lưng. Cái này mặc lên các chị này. Nó thay cái dây lưng luôn ạ. Mặc lên rất là gọn luôn các chị yêu nhá. Như em toàn bộ là em đặt quần bản to. Để chạm bản của nó sẽ là cặp 5 phân. Nhưng các chị là bụng to bụng béo mặc nó không bị lộ. Lên mã này sẽ là 813 đúng không? 813 em có nâu với đen. Để chạm 129.000 một quần ạ. 129.000 đồng các chị gái lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại ạ. Không, các chị đến 57 cân nhá. 40-57 cân đổ về. 40 cân đến 50 cân, 57 cân đổ về em chốt đơn ạ. Quần mẫu mặc là Nguyên mặc xây gì ấy? Nguyên, nó mặc xây S ạ. Mặc size S thì eo nó nhỏ. Bình thường là 51 cân là em chốt size M đấy. Nhưng mà đứa này nó bụng nó nhỏ. Con này nó có ăn đâu. Đấy. Có 62 thôi các bạn. Nó toàn nhịn đói thôi, nó eo nó bé tí chị ạ. Mặt nó to. Đấy, ngực to, mông to, bụng bé tí. Tại vì nó toàn nhịn ăn thôi các bác. Mông cũng được ăn không hết, bụng không có ăn. Đây, size S mà. Cái này đẹp lắm. Cái form này đẹp này. 813 này. Nhưng mà thực ra thì không dây lưng được. Nói chung là cái nhà này làm quần đẹp. Cái xưởng này làm quần đẹp thật. Được chưa ạ? 129.000 một quần. Được chưa ạ? 129.000 đồng một quần. Em đang có màu đen, màu nâu các chị nhá. Đa số là quần em nhập toàn màu đen, màu nâu thôi. Còn mẫu nào? Áo em mặc 67 cân không vừa, chị Quý Sửu nhá. Còn chứ? Còn. Đùa. Kẹt xỉ thế chứ lại. Cãi nhau á? Cãi nhau thế nào được? Nó có quần theo mã hết mà, sao cãi nhau được? Đây mọc chữ D là mã 569 đấy chị, tìm cúc nhá. Bán chưa? Đây rồi, bán rồi. 571 đi ra. Thế này vứt tận trong góc này mai cho nó chưa biết. Chưa. Lúc nãy lên 572. 572 chứ còn kia 858 rồi. Bà này bà ấy không muốn cho lên nhiều mã 572 rồi kia kìa. Đấy trước mặt đấy. Đấy, bán nhiều nó không trông, không muốn cho bán nhiều cơ ấy. 571 đây còn nhiều lắm hay vẫn đủ. Đây này, 571 xem là con đủ sai không em nhá. Quần này mã 813 cho em ạ. 813 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cắt đây các chị này. 129.000 một quần ạ. 129.000 đồng, giá này thì thực sự các bác luôn là giá này là giá xăng tay cho các chị yêu đấy. Để chị ạ, cộng các chị đúng vài nghìn tiền cước thôi. Cộng các chị đúng vài nghìn tiền cước. Để chị ạ, em có đủ size từ S đến XL. S đến XL. Để chị ạ, màu nâu màu đen. Màu đen với màu nâu của mã 813 có size các chị 57 cân đổ về các chị nhá, trên 40 cân đổ lên. Các bác cứ làm vài chiếc các chị mặc đi làm. Để chị ạ, mặc đi làm, mặc đi chơi cũng được. Đấy, dễ mặc các chị yêu. Chị Trần Tín Cúc có ạ, chị Nguyễn Hằng có, Trang Hoàng có ạ, chị Tâm Trần có đơn nhá. Đa số cái mã 813 là em nhập màu nâu nhiều hơn. Tại vì là màu đen ở trước em về nhiều ấy. Xong là các chị thích cái màu nâu kiểu là màu nó lạ lạ ấy, màu mới. Đấy, chị Trang Phạm có đơn nhá. 60 cân không mặc vừa của công sở, chị Nguyễn Thủy ơi. 60 cân nếu mà cao không, không vừa. Đợt sau thì em sẽ nhập size to hơn ạ. Nhưng đợt trước này thì xưởng mới làm được đến size của tầm khoảng 57-58 cân đi chị ơi.
tiếp theo cái mã này là mã 571. Mã 571 là trước em đăng hình mà em còn bán được bao nhiêu ấy. Còn chưa like mà đăng hình thì bán được bao nhiêu quần rồi. Quần này đủ size nhá. Đủ màu, đủ size. Tiếp theo mã quần này là mã quần 571. Các chị nhớ cái mã quần 571 đúng không ạ? Các có dây lưng đấy. Quần 571. Em có cũng màu nâu với đen. Cũng có màu nâu màu đen ạ. 571 và kèm số điện thoại ạ. À, các chị 60 cân thì cứ bình tĩnh nhá. Đợi chuyến sau thì em sẽ là đặt hàng theo cái cân nặng của khách hàng nhà em. Thì em sẽ làm form các chị dưới 65 cân đấy chứ ạ. Từ 60 cân đến 65 cân thì nhà em sẽ cố gắng chọn cho các chị được cái size, làm các chị cái size vừa ấy. Tại vì là cái form quần này lên đẹp lắm. Các chị ở chủ xưởng chị bảo là chị chỉ sợ size to khó bán, mà chị ơi khách em toàn khách thích, nói chung là có nhiều khách trên 60 cân ý. Các chị thích cái quần này lắm nhưng mà lại không vừa ấy. Thì bảo lần sau đặt chị làm size to cho. Đây các chị nhìn cho em này, quần này các chị này. Mã này là mã 571, 129.000. Được chưa ạ? Ngày hôm nay giảm cho các chị luôn ạ, 129.000 đồng một quần. Đủ size các bác nhá. Đợt này quần công sở nó về hơi khó đấy ạ. Tại vì đợt này hàng nó làm lâu lắm. Các chị biết là dịch giã này thì công nhân gần như người ta sẽ nghỉ. Đấy, cho nên là bình thường là quần thì sẽ làm tầm khoảng là 4-5 ngày là có hàng. Đợt sau này sẽ làm khoảng là 10-15 ngày. Cái 43 cân mặc size S vẫn rộng à loan là sao chị? Tùy thôi chị ơi, tùy cân nặng chiều cao. Quần này mã 571 cho em có đen với nâu. Để cho em có màu đen mà em có màu nâu cho em ạ. Quần này không khác gì hàng Quảng Châu luôn. Nhiều khi là cái form hàng Quảng Châu mặc lên nó không được đẹp như cái dáng quần này ấy. Để cho bảo sao mà nó chạy hàng thế các chị này. Bảo sao mà đắt hàng thế. Nhà em còn lâu mới hết áo phông chị ạ. Nhà em nhập nhiều áo phông lắm. Chứ có phải em nhập một ít về em bán lẻ đâu. Nhà em nhập lô cứ mỗi lô 1-2 nghìn áo cơ mà. Bây giờ nó còn lẻ mỗi thứ một ít. Khoác len á. Khoác len này mình về chưa nhở? Khoác len có. Có những đợt em mấy hôm nữa đi. Tại vì là cái lô này em nhập về đợt này mấy ngày hôm nay là không về được hàng. Không thể nào mà ra được. Không thể nào mà ra được hàng luôn. 58 cân 1m60 có vừa chị nhá. Mặc XL cho em. Đấy chứ ạ. Chị Huyền mình có gì thì em báo trên Zalo chị nhá. Hết mẫu áo phông thì chưa hết được chị ạ. Phông thì chưa hết được luôn. Các chị lên đơn hàng cho em. Mã này là mã 571 ạ. 571 cho em một kèm số điện thoại ạ. 129.000 đồng một quần. Em có đen với nâu. Lên form giá nó không bị gãy ống một tí nào luôn. Đấy chị ạ. Cái giá này lên form không bị gãy ống. Các chị lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đứng lên xa xa cho các chị xem cái giá quần. Chị Nguyễn Nguyễn rồi ok luôn ạ. 129.000 đồng. 129 ạ. Mặc trên mắt cá nhá. Những cái dáng quần baggy các chị bừng mặc dài quá trông nó sẽ già. Đấy quần này nó sẽ có kèm dây lưng. Được chưa? Đã 129 đồng đã rẻ lại còn tặng kèm dây lưng. Đấy các chị này. Tất cả cái quần này đều có kèm dây lưng ở bên trong. Đấy các chị nhá. Rồi ok. Quần cặp quy 1 cặp chữ U rồi chị Trần Đụng Trần này. Muốn mua quá mà không ship được về Hà Nội. Đây này, bây giờ Hà Nội là bao nhiêu nhỉ? Là Hà Nội là toàn bộ thành phố là không ship được hàng. Toàn bộ thành phố Hà Nội là không ship được hàng. Tiếp theo các chị một bộ áo phông các chị nhá. Rồi ôi, em còn muốn bán hàng lắm chứ chị. Bán hàng em được tiền mà. Nhưng bây giờ người ta không nhận đơn thì em biết làm thế nào được. Bây giờ cái mẫu này em còn nguyên size L này. Em tặng luôn các chị 110.000 nhá các chị nhá. 110.000. Em còn là hai vàng này. Hai vàng, hai trắng, một đỏ, một đen. Size L các chị tầm 54 cân đến dưới 60 cân. 54 cân đến dưới 60 cân, mã này là mã lẻ nhá. Mã này là mã lẻ. Mỗi màu em còn 1-2 chiếc. Được chưa? Tặng nó các chị yêu là 110.000 đồng một áo, hàng mắc đen. Hàng mắc đen ạ, 110.000 đồng ạ. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? Xả 24. Xả 24 ạ. Được chưa? Không, em không, chỗ em nó không có bưu điện Liên Việt đâu chị ơi. Không có là bên chuyển phát của Liên Việt đâu. Nhà em ở chỗ em nó chỉ có là Viettel với lại là bưu điện thôi. Đấy, GNT này với lại là giao hàng tiết kiệm. Đấy, có 4 đơn vị chuyển phát đấy thì nhà em chỉ gửi 2 đơn vị chuyển phát là bưu điện với Viettel. Thì này em đang gửi Viettel chị ạ. Không, ở chỗ em lại không có Liên Việt chị ơi. Chỗ em không có. Không đâu gì được hết. Bưu điện không vào thì được. Bây giờ nếu mà bưu điện mà không vào được thì chẳng có chỗ nào vào được. Thực sự luôn, bưu điện nó là của nhà nước. Thì bây giờ của nhà nước không vào được thì tất nhiên là các đơn vị chuyển phát kia không bao giờ vào được. Đây màu trắng các chị này, trắng vàng.
trắng, vàng, đỏ, đen. Để chạm xa các chị 54 cân đến 60 cân là em tặng nốt các chị 101 các chị nhá. 110.000. Dáng lốc top cho em ạ, dòng mác đen. Liên Việt là bưu điện á. Bây giờ bưu điện không vào được Hà Nội chị ơi. Không nhận ship đơn Hà Nội rồi. Không nhận ship đơn Hà Nội. Khổ thật ý. Có chị khách hôm nay các chị còn nhắn tin các chị chửi cơ. Các chị bảo là bán hàng kiểu gì mà người ta mua hàng không gửi hàng. Bảo chị ở tỉnh nào, bảo chị ở Hà Nội. Bảo Hà Nội thì bây giờ em chịu chết. Hà Nội bây giờ em chịu chết. Không làm gì được. Em bán hàng các chị em được tiền mà có phải em cho các chị đâu. Mà các chị đặt hàng mà em lại không bán đúng không? Không có lý, không có lẽ nào như thế cả. Chẳng qua là bây giờ dịch dã này, tất cả các bên chuyển phát đấy, người ta không nhận được tất cả cái vùng mà đang phong tỏa, mà đang dịch dã như thế. Giá này 110.000 nốt các bác nhá, được kiểm tra hàng thoải mái. Để chạy nhé, em bán hàng là có đồng kiểm nhá các chị yêu. Để chạy 110.000 đồng ạ, 43 cân mã này không vừa nhá. Em thì còn màu đỏ 1 chiếc này, màu vàng còn 2 chiếc, màu trắng còn 2 chiếc, màu đen còn 1 chiếc là hết hàng ạ. Để chạy tổng nữa bác này, hết sạch thành xanh. Đây này, à màu vàng còn 3 cái, cả cái em mặc là 3 chiếc. Chỗ bên đấy ship được nhưng mà chỗ em không nhận đơn chị ạ. Có thể là bên bưu điện ở chỗ khác vẫn nhận bình thường nhưng mà chỗ em nó không nhận. Đấy. Ở chỗ em không nhận hàng. Còn cái đầu phát thì ông cũng không biết là bên Hà Nội thì người ta có phát hàng hay không, nhưng mà bên chỗ em nó không nhận ấy. Ê, còn bằng này chiếc các chị này. Sản nốt 110.000 đồng một áo. Ok chưa ạ? Hàng hơn 200 bây giờ tặng các chị giá 101. Dáng crop top cho em. Top top nhưng mà top vừa nhá, không phải top ngắn tí mà hở rốn đâu các chị này. Đây là top vừa cho em, nó qua cặp quần một tí. Màu vàng, màu trắng, màu đen, màu đỏ. Loan lên thêm paca đi à, cho em một mã paca đấy chị ơi. Giờ này ít ít. Mã đằng sau lưng người đây. Đây. Không không, mã đằng sau lưng ấy. Vứt áo rồi. Chết trên đống. 817 luôn. 817 làm gì còn nhiều. 817 lên. 817 là còn vẫn còn đủ màu nhưng mà size số của nó đang cũng là còn LXL thôi. Còn gần như là còn XL thôi ý. Cái mã mà về thêm ý. Đây này. Đây là bao nhiêu đây? 802 này. 802 phải đẹp à? 105 này còn không? Đây là 802 này, 802 này trên này này. 805 này này chị ơi. 802 này. Paca đây. Chạm đây paca đây các bác nhé. Đây có 3 màu à? Quần công sở 129.000 chị ơi. Đây ạ, à, mã này là mã 802. Paca cho em. Một con paca như này các chị này. Ok chưa ạ? 802 lên số điện thoại cho em là các bác mình có đơn. Này xanh này. Xanh này là một kiểu xanh ngọc ngọc với xanh trứng sáo ấy nhỉ. Để chạm kiểu màu xanh trứng sáo cho em ạ. Mã này các chị yêu lên cho là 802 nhá. 802 vào cái số điện thoại cho em ạ. Xem lại like comment đặt hàng không được chị ơi, các chị phải nhắn tin hoặc là các chị gọi điện trực tiếp về chốt đơn. Tại vì là nhà em in đơn xong thì em sẽ không lọc đơn lại đâu ạ. Quần bạn đằng sau mặc là 129.000 đồng chị ơi. Quần bạn đằng sau là 129. Em lên các chị màu nâu trước nhé. Mã này các chị có phải là 802 ạ. 802 vào cách số điện thoại cho em. Nên này, hàng của nó là trong vụ toàn 700-800.000. Để chạy trong vụ toàn 700-800. Các chị nhìn cho em một con paca đầu mùa. Đấy, bây giờ bọn em phải là ôm hàng từ bây giờ luôn, lấy hàng từ bây giờ luôn ạ thì mới được rẻ các chị ạ. Chứ còn để mà vào đâu bắt đầu rét mới đi nhập hàng lúc đấy là chẳng có giá này đâu các chị yêu. Lên nào, da lót lông á, em chờ lâu lắm rồi. Da lót lông rồi, đợi chị một tí. Mã này mã 802 nhé các bác. 802 đúng rồi. 802 có đen này, xanh này, dạ, và màu nâu. Nâu em mặc là nâu tây nhé các chị nhá. Có size các chị dưới 65 cân. Từ 45, 46 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Một con paca túi chéo em tặng các chị là 459.000. Đấy chị ạ, 459.000 đồng ạ. Các chị lấy lên đơn hàng cho em. Quần này không có bán chị ơi. Quần em mặc hết sạch rồi. Quần này em mặc là mẫu của năm ngoái rồi. Khổ lắm cơ, có mỗi một cái quần. Mã này là mã 802 ạ. 802 và lên số điện thoại cho em. Giá 459.000. Để chạm 459.000 ạ. Các bác lên đơn hàng mã này ạ. Siêu đẹp luôn ạ.
459 và kèm theo số điện thoại cho em. Hàng này bây giờ nhập được mới lại gọi là một điều kỳ diệu, tại vì là bao nhiêu ngày không đặt hàng không có ấy. Em đặt cách đây tầm khoảng gần 2 tháng. Là đang cái thời tiết là đang nóng mà 40 độ ấy, 39 40 độ em đã đặt pasta rồi. Đấy chưa ạ? Cho nên em làm được giá tốt chứ bây giờ mà đi nhập cũng không có rẻ đâu các bác ạ. 459.000 đồng một áo. Hàng các chị ơi, hàng đẹp các chị nhá. Một chị Trương Thương Hồ Thị rồi, ok. Một em đang mặc là màu nâu tây này các chị này. Nâu tây có rút eo các chị cứ dưới 65 cơ các chị chốt đơn. Em có 3 size là ML XL. 3 size ML XL ạ. À, có màu nâu này, 802 màu đen này các chị này. Và 802 cho em tông màu xanh. Xanh của nó gần như kiểu là màu xanh trứng sáo ấy, đẹp lắm. Màu xanh bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line. Chất của nó chất bên ngoài là chất kaki các chị nhá. Chất thô kaki cho em chứ không phải là chất chất phao mà cái hàng mà phao kiểu phao gió đâu. Đấy chứ ạ, đẹp. Yên tâm luôn các chị, chất lượng bây giờ các chị ơi, các chị mua giá đầu 4. Nhưng mà vào vụ các chị mua phải tầm là rẻ là 820. Đấy chứ ạ, cao 860 tùy từng thời điểm ấy. Khi mà thời điểm mà rét đậm rét hại như cuối năm ngoái ấy, như năm ngoái ấy, em ơi cứ thề luôn ạ, giá của nó không hề rẻ một tí nào luôn mà còn không có hàng bán. Mà không có hàng bán luôn ạ. Phao dáng dài có chị, phao dáng dài nhà em có nhưng mà phao đấy phao sale 1.500.000 đi chị ạ. Phao sale 1.500.000 ạ. Tại vì cái hàng đấy đằng trước nó cũng là hàng của nó 2.500.000. Vẫn thử bình thường, bây giờ thì vẫn bình thường đi cả. Thế để lại con đấy. Để con đấy khổ quá. Lấy màu xanh đây. Chiều lấy màu xanh các chị lên đơn nhá. Đây ạ, 802 màu xanh các chị này. 802 màu xanh. Tất cả có đến size 65 cân chị ơi. Đến size 65 cân đổ về. Đấy các chị chọn size vừa. Chọn màu chọn size vừa. 65 cân đổ về em chốt đơn. Các chị ơi hàng gọi là xịn sò. Đấy, có dây eo hết chứ em không có dòng pắc ca xuông xuông đâu. Không có dòng pắc ca xuông các chị khó mặc. Đấy, những cái dòng đấy các chị mặc trông nó không được đẹp, lên form nó đẹp như này các chị này. Nó có dây rút. Nhưng chị nào yêu to yêu nhỏ các chị chỉnh thoải mái. Cứ tầm khoảng 45 cân đến 65 cân chị nhá. 45 cân đến 65 cân. Em có đen các chị này. Màu đen, màu nâu với lại tông màu xanh. Đen nâu xanh ạ. Và kèm số điện thoại cho em. Ngày mai các chị chọn size vừa. Bây giờ chọn màu cho em, ngày mai chọn size vừa. Để chị ạ, lót lông các chị nhìn cho em này. Nó mềm, nó mướt chứ không phải cái chất sóc trăng chưa biết lúc nào mà ship được hàng chị ạ. Khi nào mà hết giãn cách đi, bọn em ship hàng bình thường. Tận sóc trăng có bánh pía đúng không? Sóc trăng là có bánh pía đặc sản đúng không ạ? Đây lố chip đi cho các chị, lố chip các chị dồn đơn đi, khoác là 459.000. 8 tuổi không mặc được chị ơi, 8 tuổi sao mặc được cái này? 8 tuổi à? 8 tuổi không mặc được. Đây lên lối chip nha các chị nhá, chip cho các chị dồn đơn này. Hai loại à? Chip đẹp. Đây chip này, lên chip này, chip 1 đi. Đây chip 1, đây chip 1. Với cặp ren một cái thôi. Lên các chị một loại đi. Chị chạy lên các chị lối chip đi. Chị Hoa lấy cho em ít áo da, hôm nay em tặng kèm khách hàng rồi. Là gì đấy? Áo da lót lông. Da lót lông. Đây lối chip này cho em này. Lối chip nha. Các chị ơi, chip của nó là chip ken bụng này. Đấy chứ ạ, chip ken bụng cho em một lố này sẽ có 10 cuộn. Các chị khảo giá thị trường thoải mái. Người ta đang bán các chị là 300.000 đồng 5 chiếc. Đấy chứ ạ, thì tính là chị mua mức giá là chị Bích Vũ lên mã hàng cho em nhé. Chị tắt cho em cái quạt thôi. Quạt thẳng mặt khó chịu quá. Ôi, đang nóng, nhìn mày quá. Đấy, bỏ quạt ra thì nóng mà chĩa thẳng quạt vào thì nó khó thở. Bà thử cho quay nhá. Áo thổ em lên rồi. Mã này các chị yêu lên cho em là mã gì ạ? Quần chip 1 nhá. Nguyễn Đức Lợi là đàn ông đúng không? Đúng không? Vậy. Em thấy ảnh là đàn ông. Cứ để chồng ra. Em không biết. Đây các chị này.
chị Thùy Trâm chốt mã 802 rồi, ok. Các chị này một lố chip ren em sẽ có size các chị tầm khoảng dưới 60 cân đổ về. Được chưa? Form với các chị từ 40 cân đến 60 cân các bác nhá. 40 cân đến 60 cân. Chị nào có đơn hàng thì em có thể tách set 5 chiếc. Còn chị nào không có đơn thì các chị lấy cả lố cho em. Được chưa? Giá bán lẻ ngoại trường đang bán là 60.000 một chiếc. Chip ken nụ cho em, các chị nhìn cho em cái cặp nó rất là to. Được chưa? Đấy, cặp trên rốn các bác nhá. 319.000 đồng một lố 10 chiếc. Được chưa? Chip ren xịn các chị này. Cái ren của nó rất là mềm. Được chưa? Cái ren của nó cực kỳ là mềm luôn các chị nhá. Mặc nó cảm giác như là nó không mặc gì ấy các bác ạ. Thế nhiều chị bảo em ơi mặc gọi là nhẹ tênh không mặc gì. Đấy, 100% là nó sẽ là mặc chất cốt tông, kháng khuẩn các chị nhá. Các chị nhìn cho em này. 319.000 đồng một lố chip 10 chiếc. Một lố này 10 chiếc. Được chưa? Lên đơn hàng cho là chip 1, cái này là em gọi là tiện để em bán kèm đơn thôi. Tiện để em bán kèm đơn hàng cho các chị thôi ạ, tại vì là quần này thì em không bán lẻ 1-2 chiếc. Được chưa? Em bán ít nhất phải tầm 5 cái. Tại vì là em không được lãi nhiều. Em không được lãi như ngoài thị trường, người ta bán các chị 60.000 một cái. Tính như là các chị mua có 32.000 đồng một cái. Được chưa? Rẻ gần một nửa so với giá ngoại thị trường rồi các chị nhá. Phong hồng dài tí em lên sau chị ơi. Lên cho em mã này là mã gì ạ? Chip 1 cho em. Chip 1 và cách số điện thoại ạ, mặc nhẹ. Cái mã này là em hết từ lâu rồi đấy. Được chưa? Lâu lắm mới về được cái mã quần chip này này các chị này. Mấy lần các chị hỏi mà em có hàng bán đâu. Các chị nhìn màu cho em các chị nhá. Nhìn bảng màu cho em ạ. Chip 1 cho em ạ. 319.000 đồng một lố 10 chiếc. Cứ một lố 10 chiếc cái này cho em ạ. Lên đơn hàng một kèm số điện thoại. Chip cặp to các chị nhá. Chip ren bụng cho em. Chip cặp to ren bụng. Chị Bình Vũ, chị Thùy Trâm rồi ok. Đâu nhỉ? Cái mã áo da lót lông đó. Lên áo da lót lông luôn các bác nhá. Áo da rồi là áo thổ các kiểu luôn. Mã này là mã 8217 đúng không? Rồi áo da lót lông đây. Chị nào lấy quần chip thì ngày mai các chị cứ báo nhân viên thì em lấy dồn đơn. Đây là áo da lót lông đây ạ. Da lót lông. Các chị comment cho là mã là 8277 ạ. 8277 và kèm số điện thoại ạ. Đây có chị nào đã mua áo này ngoại trường, các chị đã mua mức giá bao nhiêu tiền rồi? Phải ít nhất phải có tầm 650 đúng không ạ? Phải có tầm 650.000 một áo này. Tại vì nó là hàng lót lông. Để chạm cổ lông cho em. Tím cúc cũng ok, chốt quần 569. Chốt cho chị Béo phụ một cụ A3 màu vàng nhé. Thì con chị Thanh Tình Lê rồi ok. Form này em có size các chị 40 cân đến tập khoảng 57 cân. Được chưa? Áo da lót lông, mã này là mã gì ạ? 8277 ạ. Màu này màu nâu các chị nhá. 8277 cho em ạ, tông màu nâu và kèm số điện thoại cho em. Màu nâu này, màu đen đến màu vàng mơ. Đen nâu vàng mơ em có 3 size là MLXL. Được chưa? MLXL ngày hôm nay xin phép là em bán giảm nốt các bác nhé. Được chưa? Ngày hôm nay thôi. 379.000. Giá có rẻ quá không ạ? Em chốt giá này các bác lại sốc. Thị trường đang bán hơn 600 vào vụ. Em tặng các chị 379.000. Các chị ơi nhanh tay nhá, 379.000 đồng một áo. Ôi giảm gọi là kịch sàn luôn. Đây các chị nhìn cho em tông màu vàng mơ này. Để chạm tông màu vàng mơ cho em. Ngày hôm nay thì xin phép các chị yêu đã mua trước nhá. Bây giờ là em còn ít lắm. Chuyến sau về thì nó sẽ cao hơn. Chuyến sau về thì em không cam kết là ngày hôm em sẽ bán giá như ngày hôm nay đâu ạ. Các chị cứ lên mã này cho em. Ngày hôm nay chị nào chốt được thì chị gọi là xuống. Giá thì nó giá quá rẻ. 8277. Chị ơi xem mẫu này nó còn số lượng không? Còn. Đưa cho em con áo ở trong túi vắt. Khi mà gửi cho các chị nó chưa lắp lông mũ đâu. Cái này là em lắp lông mũ lên mặc mẫu nhé. Mã hàng chỉ là 8277, các chị chọn màu. Để chạm các chị chọn màu và các chị chọn size vừa. Một con áo da lì lót lông cho em ạ. 8277, em đang mặc là màu nâu nhé. MLXL. Các chị dưới 57 cân các chị chốt đơn ạ. Dưới 57 cân ạ. Cái này là hôm nay là vui vui thì em bán giá này. Chứ còn chuyến sau về thực sự luôn thì áo da nó nặng cước lắm. Đây các chị nhìn cho em này. Một con áo da này gửi đi cước nó phải 4 mấy gần 50.000 tiền cước. Cái giá này em bán lỗ rồi. Đấy chứ ạ, giá thị trường các chị biết là người ta bán bao tiền ạ. Quần em mà không còn, chị Trang Bùi nhá, chị Lan Tô có, Ngô Tư Nguyên có ạ. Chị Phương Vũ hôm nay em giảm cho các chị gọi là cho các chị chốt cho nó hết ý. 8277 8277 ạ chị nhá. Chị Sumo vân vân đi comment đúng mã hàng cho em với.
Em mặc thử cho các chị xem tông màu vàng mơ được chưa ạ? Màu vàng mơ là cái màu mà em bán chạy nhất luôn đấy. Đây các chị này, cái màu này này. Màu vàng mơ cho em. Da của nó da lì, các chị giặt máy thoải mái. Các chị giặt máy thoải mái cho em, không bị nổ da như cái hàng da mềm da thường. Không chị Ngọc Thuận ơi, cái mã này nó form nó hơi nhỏ ấy, đến 57 cân thôi. Đến 57 cân em chốt đơn các bác nhá. Được chưa ạ? 8277. Em bảo rồi, hồi ngày hôm nay chị nào chốt được giá này các chị xuống, kể cả giá xỉ còn không nhập được giá này luôn. Cứ dám buôn đi, buôn không nhập được giá này ạ. Thế chạm 379.000. Nó chỉ bằng một con áo da thường thôi. Tại vì giá này các chị đang mua thị trường đang bán rẻ nhất cũng phải 650. Rẻ nhất thị trường cũng là 650.000. Chị nào không thích cái cổ lông các chị tháo ra được cho em nhá. Đây màu đen này ạ. Màu đen này, màu vàng mơ với màu nâu tây, à màu nâu đậm ấy. Chị Uyên Hà có màu nâu này. 379.000. Trời ơi các chị nghe rõ giá hộ em với. Hôm nay thấy rẻ quá giật mình phải không ạ? Hôm nay thấy em xả rẻ quá lại giật mình. 379.000 đồng. Em thề luôn, trong vụ em nhập vào gần 500.000 con áo này. Để chưa ạ? Vậy em bán 550, 560. Thị trường đang bán hơn 600. Có chỗ bán 750.000 con áo này cơ. Bây giờ các chị mua được một thực rẻ hơn một nửa so với giá ở trong vụ. Đúng rồi, năm ngoái mua áo này 650 chuẩn xác luôn, chính xác luôn. Đấy, bây giờ em tặng các chị giá 379. Các chị không hề nghe nhầm luôn. Được chưa ạ? Không hề nghe nhầm luôn. Vừa đẹp vừa thời trang vừa ấm. Tất cả bên trong của nó lót lông các chị này. Bên trong lót lông cho em. Đó, năm nay vẫn chạy những cái dòng áo này đấy ạ. Nhưng mà bây giờ là em không có chỗ em để hàng thì em xả luôn các chị yêu nhá. Đây màu đen này ạ. Cái này các chị về các chị không thích các chị tháo được cho em. Tại vì nó có cái lông tháo đấy các chị này. Em mặc size L, em 54 cân đấy ạ. 54 cân này cả 1m58 mặc size L. À, chị Sumo Vân Vân đây comment cho là mã 8277 đi chị ạ. Tại vì da đen em có nhiều mã lắm. Em có nhiều mã lắm. Bây giờ chị comment như này thì không biết là ngày mai là nhân viên nhà em đi làm, các bạn không biết là chị chốt mã nào đâu. Đấy chị ạ, 8277 nhá chị nhá. 827 cho em màu đen ạ. 8277 màu đen. Y50 màu xanh em còn, chị Trinh nào lên mã hàng cho là Y50 cách số điện thoại cho em, ngày mai các bạn chốt đơn nhá. Để lại số điện thoại cho em với. Rồi ạ. Màu đen này các chị này. Các chị nhìn rõ, màu đen nhìn trên line hơi khó nhỉ. Màu đen này, màu nâu tây, màu vàng mơ cho em. Màu vàng mơ ấy, màu vàng màu quả mơ ấy. Màu quả mơ chín ấy. Đấy. Em chờ ngày này lâu lắm rồi chị. Mai nhân viên bảo không vừa em buồn lắm luôn à. Em bao nhiêu cân đấy em? Ôi xả rẻ này em còn không còn nhiều đâu chị ạ. Đấy, chị nào chốt được thì các chị chốt luôn đi. Để chuyến sau về thì nó sẽ có đủ size, đủ số và số lượng nó nhiều hơn. Với lại là đợt sau thì giá của nó là gần sát vào vụ rồi thì nó sẽ cao hơn chị ạ. À, có da không lót lông em có chị ơi. Chị Trang Phạm có đơn nhé các chị nhá. Lót lông hết bên trong nhé các chị này. Được chưa ạ? Toàn bộ của nó dòng xịn sò luôn ạ. À. Em tặng các chị mức giá là 379.000. Chỉ bằng một con da mềm thôi, những cái áo da nó không bị nổ. Vừa đẹp vừa thời trang, có da một lớp nhưng mà em có size nhỏ chị nhá. Chị Trang Phạm có đơn ạ. À. Cái áo gió lót lông thì mình còn không? Gió lót lông thì hết rồi, còn mấy cái lại sai. Mấy cái được mang đây cho em rồi. Rồi các chị lên đơn ạ, à. Chị mèo con có đây, chị Bính Vũ rồi ok luôn ạ. À. Mã hàng cho em là mã 8277 đấy chị nhá. 8277 ạ. À. Các chị có thích có len thổ không? Len thổ giá thị trường đang bán soát các chị trên 400. Các bác thích len thổ em lên len thổ luôn à. Cho em xin một cái ý kiến, 65 cân không vừa chị ơi. Chốt để các chị đẹp để các chị đập đến 57 cân đổ về thôi. 40, 57 cân. Áo da, áo nam nhà em không có đồ nam nhà em chỉ bán đồ nữ thôi. Em chỉ chuyên đồ nữ chị ạ. Tím cúc ok em chốt vàng nâu 8277 ạ. Kể cả các chị lấy xỉ cũng chẳng có giá này. Thề luôn ạ, các chị lấy xỉ cũng có giá này luôn nhá. Em lên các chị mấy cái áo của là áo gió lót lông. Được chưa ạ, năm nay rét đấy các bác ạ. Các bác nghe em thúi dại một lần đi. Được chưa ạ. Năm nay rét sẽ sớm hơn. Em nghe dự báo rồi. Bọn dân buôn bọn em ý, lúc nào cũng phải xem thời tiết. Đấy chứ ạ. Lúc nào cũng phải xem thời tiết để xem dự báo năm nay có lạnh hay không ý. Năm nay có rét sớm hay rét muộn ý. Bởi vì em còn biết là bọn em lấy hàng. Đấy chứ ạ. Tranh thủ ý. Người ta bảo cao thủ hơn tranh thủ. Phải xem thời tiết xem là thời tiết năm nay nó lạnh sớm hay là nó lạnh muộn. Rét sớm hay rét muộn ý. Để còn biết đường mà lấy hàng sớm thì mới được giá rẻ chứ lên lúc mà lạnh sun vòi bây giờ bắt đầu mới đi lấy hàng thì lúc đấy không có giá rẻ các bác ạ. Chị Túy Hoàng rồi ạ, chị Lan Phong có đơn nhá, chị Đinh Bảo Châu rồi ok em cho đơn. Huyền ngồi lui ra Huyền ơi. Chị
Lương hàng có ạ. Đây các chị nhá. Vàng mơ màu đen và tông màu gì ạ? Màu nâu. Ba màu. Rồi ôi vừa đẹp vừa thời trang, các chị nhìn cho em con áo da này. Mặc vào nó đẹp lắm, nhìn trông nó trẻ trung chứ không phải mặc áo da nhìn trông các chị trông nó già. Đây con này của nó là hàng gió lót lông. Chị ơi xem có size gì thôi. Gió lót lông. Để chạy các chị nhìn cho em này. Cái lông của nó lót nó trần hết bên trong. Ok chị ạ, lông trần hết bên trong cho em như này. Các chị comment cho em là gió lót lông mà kèm số điện thoại đi ạ. Mét 53 và 53 cân chị mặc cho em size XL đi chị Trần Ngọc Thuận nhá. Mặc XL cho em ạ. Thường em mặc áo da thì em không bao giờ em cài khóa. Em chỉ khoác bên ngoài cho nó đẹp thôi. Chị Lương hàng có, chị Đặng Dung rồi, ok em chốt đơn nhá. Chị Trần Ngọc Thuận có lấy đi hết rồi chị ạ. Còn có ít thôi, màu đen thì còn ít lắm. Đây các bác này, áo gió lót lông. Em đang có màu màu đỏ, màu vàng, màu đen. Để chị ạ, đỏ vàng đen hồng. Đỏ vàng đen hồng của gió lót lông cho em ạ. Phong các chị đến tầm 57 cân. Để chị ạ, trên 50 cân nhé các bác nhá. Áo gió các chị mình mặc rộng rộng một chút cho em. Để chị ạ, gió lót lông và lên số điện thoại cho em ạ. Hàng đó trước là hàng 380. Hàng 380.000. Em còn lẻ size, bây giờ em còn nguyên size L rồi ạ. M em còn một chiếc, em còn hai chiếc gì đấy. Chị ơi xem em cái màu đỏ này còn mấy size. Xem màu đỏ của em xem còn mấy size. Chị Lương Ngân rồi ạ, chị Đặng Dung có đỏ nhá. Chị hả? Đỏ ML. Đỏ có size M, size L à? Màu đen. Đỏ vàng đen hồng. Đỏ vàng đen hồng 4 màu gió lót lông. Em nào? Em tặng các chị nốt 230.000 lót lông các chị nhá. Các chị ơi những cái dòng này các chị tặng nó không bị xô lông tại vì là tất cả nó là trần bên trong hết cho em như này. Để chặn tất cả đều là trần bên trong hết như này cho em ạ. Hàng của nó là hàng 38, suýt soạn 400.000 giá trong vụ đấy các chị yêu. Để chặn bên ngoài của nó là chất kaki ướt chứ không phải là chất của loại chất gió sột soạt đâu nhá. Các chị lên đơn hàng mã này cho em là mã gì ạ? Gió lót lông và kèm số điện thoại. Em có sang các chị tầm 57 58 cân đổ về. 57, 58 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Đen, đỏ, vàng, hồng. Hồng em còn đúng một chiếc thôi. Đấy, mã này em cũng không còn số lượng nhiều ý. Em thử màu đỏ luôn nhá. Lót lông bên trong cực kỳ là ấm. Đen á, đưa cho em màu đen cho chị Hoa ơi. Đây màu đỏ đây. Đen còn đúng 2-3 chiếc thôi chị Lương Ngân ạ. Đấy, các chị nhìn cho em một con gió lót lông các chị này. 82, à quên. Các chị comment đúng cho em là gió lót lông đi. Em mặc size M đi các chị yêu. Để chạy em mặc size M, cái màu đỏ em còn đúng một chiếc size M của nó là còn nguyên size L thôi ạ. Để chạy 827, à quên. Gió lót lông, 82. Gió lót lông mà kèm số điện thoại ạ. Đây các chị nhá, đây màu đen đây. Chị nào chốt màu đen các chị lấy lên đơn hàng cho em ạ. Cái mã này thời tiết mà nó bắt đầu lạnh cái là các chị chỉ cần mặc thêm một cái áo giữ nhiệt bên trong ấy. Các chị khoác con áo gió lên bên ngoài cho em ạ. Làm cái gì nó cũng dễ. Để chạy nó nhẹ nhàng. Nó không phải là nó bị cộ. Nó không bị cộ. Đấy, mà giá nốt có 230.000 đúng không? 230 chỉ bằng một con áo bình thường. Mà nó là lót lông. Màu đen em còn size L đấy nhá, không còn size M đâu chị quý cô bính dần đây. Không còn size M đâu ạ. Màu đen em chỉ còn size L thôi. Đấy chị ạ, 230. Đỏ còn đúng một chiếc size M. Đấy chị ạ. Còn đen thì không còn size M đâu ạ. Màu đen em còn đúng 3 chiếc size L là hết. Chưa vào vụ đã hết hàng rồi các chị ạ. Để chị ạ, giá 230, giá trong vụ của nó 380. Giá trong vụ đủ size của nó sẽ là 380.000. Lót lông hàng Quảng Châu nhá, chị em không bán hàng lót lông hàng gia công đâu các chị yêu. Các chị nhìn kỹ hộ em ạ, tất cả cái đường lông này các chị này. Nó trần hết cho em ạ. Đấy, màu vàng bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên livestream nhá các chị nhá. Màu vàng sẽ đậm hơn trên live. Đấy, chị Nguyệt Phan có ạ, chị Huyền Phạm này. Cho mình màu đỏ chơi đỏ, em còn một chiếc size M, còn đâu là còn 4-5 chiếc của size L. Chị Lan Phong rồi, ok em chốt đơn hàng ạ. Bộ hồng thì còn mỗi một cái thôi. Đấy chị ạ. Đỏ 5-6 cân rồi, ok chị Uyên Hà. Đấy các chị nhá, còn mấy chiếc thôi ạ. Đấy các chị nhìn chất này. Đấy chị ạ, cầm đã sướng của các chị này. Nó không phải là cái chất mà sột soạt cái hàng rẻ đâu ạ. Cái màu sắc cũng rất là đẹp luôn ạ. Hàng này nó không đánh S, tại vì hàng này hàng Quảng Châu nó ít khi đánh S lắm. Tất cả các cái mẫu hàng ấy. Từ áo áo phông này, áo da này, đấy chưa? Áo gió này không đánh S, đánh từ size M đi lên là nhỏ nhất. Đấy, M là nhỏ nhất nhá các bác ơi.
gió lót lông ạ, gió lót lông mà kèm số điện thoại ạ, màu vàng, màu đỏ, màu đen, hồng còn một chiếc ạ, là hết hàng. Đây chị nha, 230. Chị Hoa lấy cho em cái áo thu đông dài tay với. Các ca đa số là có màu nâu với màu đen. Thu đông về đây không có cái hàng này cả. Hả? Cái gì? Thu đông về đây cái hàng này gì đó. Ừ. Gió lót lông nhá các bác ơi, 230. Thế thì hôm nay mạnh dạn cho các chị thêm một cái mã áo da lót lông nhá. Cái mã 8235 là cái mẫu em cực kỳ đắt hàng luôn. Nhưng mà nó cũng còn ít, ở đâu để chỗ nào ấy nhỉ? Đây, mã 8235 cho em. Đây là mã 8235 của lót lông như này các chị này. 8235 nha các chị yêu. Để chị cũng có đủ size MLXL. Cũng có đủ size MLXL. Đấy, khách hàng vừa bảo là chị mua đợt trước là 650 đúng không ạ? Đấy là khách hàng tự nói nhá, chứ không phải là em bảo là em đang bán 650 giá trong vụ, có chị đang mua chỗ khác là 650.000 áo này này các chị này. Bình thường cái áo mà không lót lông cũng gần 500.000 một cái rồi. Đây là hàng lót lông cho em ạ. Áo gió không lót lông tí nữa chị Phượng Vũ ơi. Mã này các chị comment cho em là mã gì ạ? Mã gì nhỉ? 8235 nhá. Rất là màu đỏ, ok chị Yên Nguyễn ạ. Mã này các chị hàng lên cho em là mã 8235. Em mặc là màu vàng mơ nhá các chị nhá. Màu vàng mơ, có size MLXL ạ. Các chị nhìn cho em cái cúc này. Thấy chưa ạ? Nhìn cho em cái cúc vuông rất là đẹp luôn. Túi chéo các chị nhá, túi chéo cho em ạ. Ngày hôm nay chị em bảo là ngày hôm nay là giá nào cũng bán. Được chưa ạ? Ngày hôm nay là giá nào cũng bán. 379.000 đồng ngày hôm nay. Mua rẻ hơn một nửa tiền. Rẻ hơn nửa tiền. Lót lông vừa ấm vừa đẹp thời trang. 379.000 đồng ạ. Các chị gái lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đúng ngày hôm nay nhá. Ngày hôm qua vẫn bán giá cao hơn đấy. Nhưng hôm nay nó chỉ còn vài chiếc thôi. Vài chiếc vẫn đủ size. Đây màu nâu của chị này. Màu nâu này. Màu nâu màu vàng màu đen. Nâu vàng đen và kèm số điện thoại ạ. 379.000 đồng ạ. Áo này là da lì chị ạ. Da lì mặc nó không bị nổ da. Giặt không bị nổ. Nó không như da mềm, da thường các chị nhá. Các chị nhìn cho em áo này. Sắc nét luôn. Các chị nhìn đằng sau áo các bác nha. Nhìn đằng sau áo cho em ạ. 379.000 ngày hôm nay. Các chị lấy lên đơn hàng cho em là da mã này mã 8235 ạ. 8235 kèm số điện thoại ạ. 8235 và kèm số điện thoại cho em. 379.000. Ok chưa? Em bảo rồi, giá của ngày hôm nay là giá tốt nhất cho các chị luôn. Kể cả khách xỉ nhá các chị nhá. Kể cả khách xỉ lẫn khách lẻ. Để chợ giá này là em làm giá đẹp luôn các chị yêu. Các chị này. Để chợ nhận hàng, kiểm hàng cho em thoải mái. Nó sẽ có không có lắp lông luôn, về các chị tự lắp lông cho em nhá. Em gửi cho các chị nó sẽ là cái lông cổ em sẽ để rời như này. 379.000. Các bác lên mã hàng cho em ạ. 8235 và kèm số điện thoại cho em. Màu vàng mơ này, màu nâu với màu đen. 3 màu cho em ạ. Chị nào hôm nay mà cứ phân vân là hết hàng. Thực sự luôn đấy. Các chị mua vào trong vụ các chị mua rẻ cũng là 560, 580 rồi. Mà bây giờ các chị mua có 379.000 đồng. Rẻ hơn một nửa tiền. Đấy, lót lông bên trong cho em. Các chị này, ấm vừa thời trang. Các chị không thích các chị có tháo bỏ cho em cái lông mũ này được các chị nhá. 8235 ạ. Màu nâu đi ạ. Để chị ạ, 8235 màu nâu về à? Đây màu nâu đây. Mưa á? Không. 8235 đây ạ. Màu nâu. Chị yêu chốt màu nâu các chị lên đơn nhá. Đặng Dung này, quý cô Bình Dân có ạ, chị Phương Vũ rồi ạ. Đây các chị này, săn luôn cho em con áo này vì số lượng còn ít ý. Mà chuyến sau thì về thì em cũng dám hứa là em bán giá này đâu ạ. Đến 57 cân thôi chị Thúy Diệu nhá. 40-57 cân đổ về em chốt đơn ạ. 40 cân đến 57 cân. Áo da 63 cân không vừa, em chốt đến 57 cân thôi. Chị Mai Hoa dồn đơn 8235 các chị này. Nâu đen nhá, nâu đen với màu vàng mơ. Màu nâu, màu đen và tông màu vàng mơ. Các chị lấy lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Hoa ơi, áo len của cái hàng Hoa Cúc ấy, ở
bên kia kìa. Chị bóc đây cho em một ít với. Kia kìa, có hàng có. Các chị có thích len thủ không? Hay len thủ để vào vụ rét bán nhỉ? Em ơi bây giờ bán rẻ em tiếc mà. Vào vụ chẳng nhập được. Vào vụ thề luôn là không nhập được. Mã này 8235 nhé các chị nhá. 8235 màu nâu, màu đen, màu vàng mơ, 3 màu cho em ạ. Có size MLXL. MLXL ạ. Các chị comment đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đây màu nâu các chị này, nâu của nó nâu đất nhé các chị nhá. Màu rất là sang luôn ạ. Đằng sau là cái gì ạ? Đằng sau áo cho em ạ, 8235. Kèm theo số điện thoại ạ. Màu nâu ạ. Đây màu đen đây. 8235 màu đen ạ. Vẫn có đủ size nha các chị nhá. Chị mạnh dạn cho em xin một mẫu áo len thổ nữa. Đây này, dưới này chị này, luôn luôn chỗ này. Đây nhá, bây giờ em lên các chị một mã len thổ để cho các chị xem cái chất của nó. Thế em thấy giá len thổ thị trường vẫn đang bán là các chị 400 mấy một áo đấy, hơn 400, rẻ cũng là 380 rồi. Váy, váy chân váy gì nhỉ, chân váy dạ đẹp thế mà nó cắt đi rồi sao cắt rồi đây nha, em lên len thổ luôn đúng không ạ, nhưng mà giờ này còn ít người xem quá nhỉ. Các chị cho em xin, các chị đang xem 146, chị đang xem hiện tại đến giờ này, các chị cho em xin một nút chia sẻ lên trang cá nhân của em với đúng không ạ. Hiện giờ này các chị đi ngủ hết rồi, 11 giờ mất rồi. Hãy để mai em bán nhá. Mai lên được không ạ? Hoàng Huyền rồi ok. Học ra không lót lông bây giờ chỉ còn size bé thôi chị ạ. Không còn size to, chỉ còn size bé. Đợi em một chút nha. Thế bây giờ thì em chiều ý các chị luôn, lên các chị một cái mã bộ của hàng Sài Gòn New. Mã nào còn đủ size thì hơi vất vả nhỉ. Bây giờ hôm nay tối này hơi vất vả tí. Bây giờ không biết được nào một lần đâu. Bây giờ không biết được nào một lần ý. Vì đống lọ phân đủ size hôm qua lại chuyển ổ rồi. Hôm qua vừa chuyển ổ nên là nó hơi bị lẫn lộn một tí. Lên luôn nhá. Để em tí em thay cái quần á. À, áo thu đông à. Thu đông nhưng bây giờ đây có người mã áo thu đông đây. Mã này có LXL đúng không? Đây chị áo thu đông đây ạ. Chị buồn ngủ á, chị buồn ngủ thì chị đừng ngủ đi. Bây giờ em bán rẻ chị ngủ xong mai không chốt được lại tiếc. Đây các chị này, áo thu đông cho em. Mã này khách hàng lên cho em là xả 23. Xả bao nhiêu? Xả 25, con này xả 25. Chuẩn luôn, con này xả 25 nhá. LXL 2 size. Để cho em có LXL và em có 2 size ạ. Mã hàng kia là xả 25 ạ. Xả 25 lên đơn hàng cho em. Giờ các chị đổi mã thoải mái, chị lương hàng nhá. Xả 25 cho em ạ, hàng thu đông dài tay, hàng Quảng Châu rồi các chị này. Em đang có size L và em có XL 2 size. Các chị dưới 60, 65 cho em ạ, 45 cân đến 65 cân em chốt đơn nhé. 45 đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho em là xả 25 và kèm số điện thoại ạ, 119.000. Một con áo thu đông dài tay, hàng Quảng Châu đẹp. Ok không ạ? 119.000 à? 119.000 đồng một áo. Dưới 65 cân cho em ạ, dưới 65 cân em chốt đơn, con này là viền đá cho em.
Đấy, những cái dòng mà cổ tròn, tay dài các chị mặc rất là dễ và dáng bu rông cho em nhá. Chị là bụng to mặc nó không bị lộ bụng. Thì chị hoa 3D cho em ạ. 119.000 đồng ạ. Hàng đẹp lại rẻ lại không ngủ được à. Đấy, ngày mai không chốt được lại tiếc. Các bác này, để chị ạ, xịn sò 125.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng cho em là mã xả 25. Để chị ạ, xả 25 cho em và kèm số điện thoại ạ. Hôm nay tạm tạm đến đây thôi các chị nhá. Không, ngày mai là em hôm nay em sung quá là ngày mai em sập nguồn lại không lên được hàng đẹp cho các chị luôn. Nó còn nhiều lắm các chị ạ. Nó còn nhiều hàng lẻ lắm. Chị nào chốt xả 25 các chị lên luôn cho em ạ. Em tặng các chị con áo phông hàng Quảng Châu này các chị đợi, trước cái mức giá này cũng là 220-230 đấy. Chất nó phông nó đẹp lắm. Thoải mái cái viền này nó không bị bong. Được chưa ạ? Xả 25 cho em ạ. 64-65 cân đổ về. Chị Hoa ơi, trong kia còn mẫu nào nữa không nhỉ? Cái mẫu dài tay ấy. Những cái mẫu lẻ lẻ treo trên kia chị bốc đây cho em nốt đi. Ơ, hình như nó còn mẫu kẻ gì cơ mà sao lại còn nguyên mẫu này á? Đấy, chị NI nữa. Bộ Sài Gòn á, bộ Sài Gòn thì thôi để mai em lên đi. Mai nhá. 11 giờ mất rồi, em mệt quá rồi, đau lưng. Rồi, xả 25, 119.000 một áo. Ok không ạ? 119.000. Đen lên các chị này, cái mẫu đằng sau nó còn có vài chiếc này, lên luôn, lên nốt nhá các chị nhá, cho các chị tiện các chị kèm đơn. Cái này còn nguyên size L thôi ạ. Xả 26 này. Thì chị ạ, xả 26 em còn nguyên size L. Nó cũng là của hàng này luôn nhưng mà còn mỗi size L đó các chị yêu. Xả 26 ạ. Xả 26 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Thị Mai có nhá, chị Xoa Thị Nguyễn à. Em chốt đơn hàng ạ. Cái này ở trên trên móc kia nó còn cái gì chị nhỉ? Còn những cái hình gì chị bỏ nhấc nốt xuống đây cho em xem nào. Để cho các chị tiện thì các chị lấy luôn. Ngày mai bác nào thích cái hình đấy thì em chốt luôn các chị. Đây, cái này còn nguyên size L. Xả 26 á. Để chị ạ, xả 26 và kèm số điện thoại này. Từ đã. Rồi, các chị cứ lên đơn nhá, không đọc tên đâu. Giờ này thì các chị cứ lên số điện thoại cho em là có đơn. Mã này các chị có bên là xả 26 ạ. Còn nguyên size L thì em mặc thử xem form này. Size L các chị tầm bao nhiêu cân này các chị này. Nó cũng là dòng áo thổ đấy các chị nhá. Dòng áo thổ nhưng mà dài tay cho em ạ. Xả 26 ạ. Đây, xả 26 đây. Nói chung là các chị cứ tầm khoảng là 55-56 cân đổ về cho em là ok. 45 cân đến 56 cân các chị nhá. 45 đến 56 cân đổ về. Các chị comment là xả 26 ạ. 119.000 nốt. Ok chưa? Em còn đúng bằng này chiếc các chị này. Còn đúng bằng này chiếc tặng cho các chị giá 119. 119 ạ, xả 26 ạ. Xả 26 và cách số điện thoại cho em. Xả 26 và kèm số điện thoại cho em 119.000. Xả 26 lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Còn nguyên một màu này thôi các chị ạ. Màu này trông nó cũng nhã nhặn đấy các chị này. Màu đen. Xả 26 cho em nhé. 119.000 đồng ạ. Rồi chị Phương Vũ này. Chị Nguyễn Đức Lợi. Rồi ok em chốt đơn ạ. 119.000. Nhanh các chị ơi, em còn có đúng 7-8 chiếc thôi. Cũng hết rồi các chị ạ. Hàng này hàng Quảng Châu đẹp đấy. Toàn Anh Tài có này. Đức Lợi có này. Phương Vũ có đơn ạ. Xả 26 cho em ạ. Trên kia. À đây còn 3 cái màu nâu à. Còn đúng 3 chiếc màu nâu đúng không? Chị Nguyên Hà có này. Để chạm Toàn Anh Tài của đơn ạ. Xả 26 lên đơn hàng cho em nhé. 119.000. Em nhập xỉ trước đã 19 rồi các chị ạ. Để chạm nhập xỉ đã 190.000 rồi. Bây giờ em tặng các chị 119.000. Tại vì nó lẻ. Em nhập mỗi lô của em có 1.000 cái. Bây giờ nó còn có vài cái. Tôi tặng các chị nốt. Giá lỗ một tí chẳng sao. Để chạm lỗ tí cũng được. 119.000 đồng ạ. Rồi các chị đổi mã thoải mái. Chưa chốt đơn các chị đổi sang mã nọ mã kia được thoải mái cho em ạ. Xả 26 các chị nhá. Nhận hàng các chị cứ được bóc hàng kiểm tra cho em là ok nhất. Đó, xả 26. Chị nào có đơn hàng các chị cứ lấy dồn đơn đi. Đây cái này còn 3 chiếc này.
cái mẫu này màu nâu này còn đúng 3 chiếc của size M. À, chưa, 3 chiếc khác mã nhau, cái mã này là hàng treo mẫu. Được chưa ạ? 3 cái đều màu nâu hết cho em ạ. 3 cái 3 mẫu khác nhau. Hàng này là hàng treo mẫu nhá. Chị nào lấy các chị coi là xà 27. Xà 27 cho em size M các chị tầm khoảng 56 57 cân đổ về. Được chưa ạ? Xà 27 em còn 3 chiếc 3 mẫu khác nhau. Các chị lấy lên đơn hàng cho là xả 27 và kèm số điện thoại cho em. Em cũng tặng luôn các chị 119.000. Hàng này hàng treo mẫu ở cửa hàng ấy. Em bán hết rồi, bây giờ còn đúng 3 chiếc là cái mẫu. Đấy, bác nào lấy các chị lên số điện thoại nhá. Lấy lên số điện thoại cho là xả 27 cho em ạ. 119.000 một áo. Ok chưa ạ, 119.000. Lê Tê Phê. Được chưa ạ, thoải mái các chị tầm khoảng là 57-58 cỡ chị mặc được. Được chưa ạ? Thoải mái tầm 57-58 cân đổ về em chốt đơn ạ. Xả 27 à? Xả 27 còn đúng 3 chiếc 3 màu. À quên, 3 mẫu. 3 chiếc 3 mẫu khác nhau. Để các chị lấy lên đơn hàng, đó là áo thổ dài, áo thổ dài tay. Được chưa ạ? Áo thổ dài tay các chị này. Chất chiếc gọi là xuống đời luôn ạ. Hà Nội chưa ship được hàng đó chị Ly Đỗ Thị Khánh nhá chị nhá. Hà Nội chưa ship được đơn. Mã hàng lên đơn hàng cho là xả 27 và kèm số điện thoại ạ. Ba con màu nâu đẹp dã man luôn ý. Hết từ đầu tiên rồi. Được chưa ạ? Hết hàng từ hôm đầu tiên rồi các chị ạ. Còn 3 chiếc này thì em cũng tặng luôn các chị giá 119.000. Đấy, các chị lấy lên đơn hàng cho em ạ. Ơ, hai con này cùng một kiểu mà. Thế cái kia có đúng 2 kiểu thôi. Nó không phải có 3 kiểu khác nhau, nó còn 2 kiểu. Giá 27 các chị nhá. 119.000 một áo. Áo gió không? Chị chán, em còn chán hơn ý. Khách hàng em toàn khách Hà Nội này, khách của thành phố Hồ Chí Minh này, khách Bình Dương này, khách Nghệ An này, khách Thanh Hóa này. Mà những cái tỉnh đấy bây giờ đang là giãn cách xã hội hết. Bây giờ em cũng đang gọi là chán đời. Đấy, một ngày cũng biết đi bao nhiêu đơn của các tỉnh đấy. Bây giờ em phải nhường nhận đơn thì em cũng gọi là buồn lắm chứ chị. Rồi lúc nào thì hết dịch rồi, hết giãn cách thì các chị lại ủng hộ cho em tiếp thôi. Đấy, còn có 3 chiếc thôi, size M nhá. Thôi em nghỉ đây các bác ơi. Hiện các chị ngày mai em lên tiếp nhá. Ngày mai em lại bảo nhân viên là dọn những các em những cái mẫu nó lẻ mẫu như ngày hôm nay ý. Để em cái này nó đây này. Mai phải tiến thì chặn vào đây này. Đập. Thôi hẹn các chị ngày mai em lên nhá. Bây giờ nghỉ đấy ạ. Không, các chị đợi em là sợ em lên hết mẫu đẹp là các chị lại không ngủ, lại mất ngủ, mai lại không đi làm được thì chết. Mai lại dậy muộn, lại đi làm muộn thì chết. Thế chạ, thôi em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị yêu nhá. Chúc các chị yêu ngủ ngon ạ.